Vương Phi đa tài đa nghệ, hạ thương mai. chương 211, hắn về rồi. Mộ Dung Khanh về khi hạ thương mai mời thợ tới để xây lại hậu hoa viên. Sau khi về, hắn không về phủ mà đến thẳng tướng phủ tìm thương mai. Thương mai đang ở hậu hoa viên, tay cầm bức tranh cô tự vẽ và dặn dò thợ xây phòng nhỏ bên hồ. Ánh sáng mặt trời quá trói khiến thương mai phải lấy bản vẽ để che nắng, bóng dáng cao lớn đi từ hành lang uốn lại đây, đi qua nhã huyển của Trần Nguyệt Nhung, tới trước mặt cô. Khuôn mặt hắn phong trần mệt mỏi, trên người có mùi nhưng không biết là mồ hôi hay mùi máu, thương mai ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt nâu của hắn, đôi mắt thâm thúy uy nghiêm, khuôn mặt cương nghị cũng trở nên nặng nề hơn một chút. Người về rồi à, thương mai nói, lần này hắn đi gần 10 ngày, khi gặp lại hắn, trong lòng cô có một nỗi lưu luyến không nói nên lời. Cô cảm thấy là do hắn đẹp trai, vừa có quyền vừa có thế, lại giàu có, nam nhân như vậy thường dễ khiến người khác rung động. Cô chỉ là một người bình thường, không ngoại lệ. Bản vương có chuyện muốn nói với nàng, nàng rảnh không? Giọng mộ dung khanh trầm khàn, có thể thấy chuyến đi này hắn thực sự rất mệt mỏi. Thương mai ạc một tiếng, giờ bản vẽ lên rồi lại chỉ vào người thợ thủ công bên kia, hơi bận một chút. Có thời gian là được rồi, qua bên kia nói đi. Mộ dung khanh chỉ về phía được bao quanh bởi hàng liễu, không nói hai lời đã quay người đi thương mai thầm mắng, thu lại chút cảm xúc với mới nảy sinh trong lòng. Không, một số người dù đẹp trai, có quyền có thể, giàu có cũng chưa chắc đã hấp dẫn, vì họ quá ngang ngược, độc đoán. Audio điện tử võ tấn bền Sao vậy, thương mai qua đó rồi hỏi. Mộ Dung Khanh nhìn cô, trầm giọng nói quân doanh Hoài Giang xảy ra sự kiện cắn người, 38 người bị cắn, trong đó 37 người có biểu hiện điên cuồng cắn người, sau khi bị nhốt đã chết. Còn một người chưa xuất hiện triệu chứng này nên bản vương đã đưa hắn về kinh, nhưng trên đường về đã bắt đầu phát điên. Thương Mai sửng sốt, quân doanh Hoài Giang ở đâu? Cách kinh thành bao xa? Cách kinh thành khoảng 200 dặm, quân doanh Hoài Giang là nơi tiếp tế đóng quân của kinh thành. Vậy tức là muốn cắt đứt đường lui của kinh thành, lòng thương Mai hoảng hốt, nếu nói cương thi cắn người này là một âm mưu, vậy thì mưu đồ của đối phương đã rất rõ ràng. Lần này phát hiện kịp thời, nếu bùng phát quy mô lớn, hơn 30.000 người ở Hoài Giang sẽ bị toàn quân đội xóa sổ. Lòng Mộ Dung Khanh vẫn còn sợ hãi. Sự việc này cũng chỉ vô tình phát hiện, là tòng quân của quân đội trong lúc tuần tra ban đêm phát hiện một người lén lẻn vào lều trại của những người khác nên đã bắt hắn trước khi ra tay. Nhưng tất cả mọi người trong lều trại của người đó đều đã bị hắn cắn chết. Người tòng quân kia lập tức báo cáo với tướng lĩnh đóng quân Hoài Giang, áp dụng hành động, đếm thấy 38 người bị cắn rồi nhốt tất cả lại báo cáo bằng mật thư, sau khi mộ dung khanh nhận được lập tức lên đường qua đó. 38 người, trừ một người ra thì tất cả đều đã thiệt mạng. Hắn ra lệnh cho người niêm phong thi thể bằng vôi, sau đó đưa người chưa xuất hiện vấn đề gì về kinh thành. Trước khi về kinh, hắn đã kiểm tra xem còn ai trong quân đội bị cắn hay không. Người đó ở đâu, đưa ta đi xem, thương mai nói ngay, ban đầu cô nghi ngờ không phải cương thi mà là một loại virus nào đó. Nhưng ở hiện đại cô chưa từng thấy loại virus nào sau khi bị cắn sẽ lập tức cắn người, cho dù là bệnh chó dại cũng có thời gian ủ bệnh rồi mới phát tác. Mà bệnh chó dại không lây nhiễm 100%, khả năng lây nhiễm chỉ từ 30% đến 70%, hơn nữa người mắc bệnh chó dại cũng không tấn công người, chỉ biểu hiện các triệu chứng như sợ nước, điên cuồng và sau đó là tử vong, đương nhiên tỷ lệ tử vong là 100%. Tình hình bây giờ là tất cả những người bị cắn đều nhiễm bệnh và tử vong chỉ có một người lúc trước không mắc bệnh, nhưng bây giờ đã có triệu chứng, nghĩa là tỷ lệ lây nhiễm là 100%, tỷ lệ tử vong cũng là 100%. Nghiêm vinh là một ngoại lệ, nhưng nghiêm vinh có bị chúng cắn hay không cũng chưa thể khẳng định. Mộ dung khanh cầm bản vẽ trong tay cô xem, thấy ngôi nhà gõ bên hồ thì hơi ngạc nhiên hỏi, nàng muốn xây nhà gỗ ở đây. Đúng vậy, mẫu thân ta đã hòa ly với hạ thừa tướng, đương nhiên không sống trong hạ trí huyền nữa. Thương Mai trả lời. Hòa ly rồi, mộ dung khanh hơi giật mình, xem ra trong thời gian bản vương rời khỏi kinh thành đã xảy ra rất nhiều chuyện. Thương mai mỉm cười, đều là chuyện tốt. Cô nhìn hắn, thật ra cô muốn hỏi tại sao thánh chỉ ban hôn vẫn chưa được ban xuống, trước kia hắn đã nói Hoàng Thái Hậu sẽ sớm ra thánh chỉ. Nhưng nếu hỏi thì chẳng phải sẽ giống với con khỉ suốt ruột trần loan loan kia sao? Hơn nữa cô hỏi trước, dùng thuật ngữ hiện đại mà nói, có nghĩa là cô cầu hôn hắn. Cô là một người phụ nữ rụt rè đó. Hơn nữa bây giờ hỏi cũng không thích hợp, hắn có rất nhiều chuyện phiền lòng, sợ là không có thời gian để ý những chuyện này. Thương Mai lại tới ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô kinh thành. Tô Thanh và Tiêu Thác đang ở đây, một vài thị vệ lạ mặt khác đang đứng cầm kiếm. Giữa sân có một cái lồng sắt, trong lồng có một người, có vẻ người đó đang ngủ, Thương Mai nhìn xem, là một thanh niên 17, 18 tuổi. Hắn vừa nhập ngũ nửa năm đóng quân ở Hoài Giang. Tô Thanh giải thích, đáy mắt hắn hơi tối tăm phiền muộn, trước kia cô gặp Tô Thanh, đa phần hắn đều vui vẻ hoạt bát, hôm nay thì khác. Hắn ngủ rồi à, thương mai đến gần, người thấy một mùi hương trên người hắn, gần giống với mùi thịt thối. Cho uống thuốc rồi, thuốc này có thể khiến hắn ngủ một ngày. Tô Thanh đáp, thương mai nói, mở lồng rồi đưa hắn ra đi. Tô Thanh do dự, nhìn mộ Dung khanh, mộ Dung khanh gật đầu, đưa ra ngoài đi, các ngươi lại gần một chút, phát hiện hắn tỉnh thì lập tức khống chế. Tô Thanh và Tiêu Thác Đích Thân đưa binh lính đó ra ngoài, các thị vệ còn lại dựng một cái giường gỗ đơn giản trong sân. Sở dĩ dựng trong sân là vì lồng sắt chỉ có thể đặt trong sân, nếu xảy ra tình huống bất chợt có thể đưa vào lồng rồi đóng lại ngay. Thương Mai kiểm tra vết cắn cho hắn trước, hắn bị cắn ở cánh tay, vết thương đã chuyển sang màu đen, có máu chảy ra, và mùi thối này bốc lên từ trong máu. Vết thương rất nhỏ, hơn nữa chỉ bị cắn vào da thịt, đến giờ gần như không còn nhìn thấy dấu răng, chỉ có thể thấy một hai khe hở nhỏ vừa mới in vào da. Vùng da gần khe hở đó đã chuyển màu đen, hơi phồng lên, có phù nề. Thương Mai lấy cành liễu chọc nhẹ vào, nhưng da lún xuống rất lâu mà không đàn hồi lại, chứng tỏ phù nề rất nặng. Nhịp thở và mạch đều không bình thường, mạch đập rất nhanh, tim cũng đập rất nhanh, hơi thở gấp, cho dù đang ngủ nhưng cũng có thể thấy tim đập rất gấp lồng ngực phập phồng lên xuống rất nhanh. Mí mắt sung huyết, lòng trắng đã chuyển đỏ, khi mở miệng thì thấy hàm răng hơi đen, có hai chiếc răng nanh nhưng hai chiếc răng này lại không chuyển đen. Hắn là người của Kinh Thành, nhập ngũ vào cuối năm ngoái, rồi được phân công tới Hoài Giang. Phụ thân và huynh trưởng hắn đã hy sinh trên chiến trường, vốn dĩ hắn không phải nhập ngũ vì là con trai duy nhất trong gia đình. Nhưng hắn đã xin hai năm nên quân đội mới nhận, ta còn nhớ khi ta hỏi hắn vì sao muốn nhập ngũ thì hắn đã trả lời ta rõng rạc như một hồi chuông rằng hắn muốn bảo vệ gia đình và tổ quốc như phụ thân và huynh trường. giọng Tô Thanh có chút kìm nén, vì tân binh này là do hắn cho phép nhập ngũ, khi quân đội tuyển quân hắn cũng có mặt. chương 212, binh lính phát điên. Nghe Tô Thanh nói vậy, lòng thương mai cũng thấy khó chịu. Đây là một chàng trai có hoài bão, lý tưởng và tình yêu lớn, nhưng tiếc rằng hắn còn chưa kịp thực hiện hoài bão của mình. Ta nghe các người nói những người bị cắn hầu như đều đã chết." Thương Mai nén lại cảm giác khó chịu của mình, nhẹ nhàng nói, "Nếu người lính này được chẩn đoán là nhiễm cùng một loại trùng thì ta cũng hết cách, thậm chí bây giờ ta vẫn chưa có một manh mối nào." Tô Thanh đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt đầy tơ máu, tức giận nói, "Ngươi hết cách? Chúng ta vất vả gian nan đưa hắn về kinh thành mà ngươi lại nói ngươi không cứu được hắn? Hắn mới 19 tuổi, vẫn chưa lập gia đình, phụ thân và huynh trưởng đều đã chết." hắn là con trai duy nhất trong nhà. Nếu hắn chết thì gia đình họ sẽ tuyệt hậu. Thương Mai im lặng một lúc rồi nói, thực xin lỗi. Tô Thanh xoát tay, cười khẩy nhìn Thương Mai, chẳng lẽ vì hắn chỉ là một binh sĩ nhỏ bé nên ngươi không muốn cứu hắn phải không? Lúc trước Lương Vương và Vương gia bị thương nặng như vậy, họ gần như đã tới quỷ môn quan báo cáo rồi mà ngươi vẫn có thể cứu họ, bây giờ ngươi lại nói với ta rằng ngươi không cứu nổi một người sống. Mộ Dung Khanh nghiêm giọng nói với Tiêu Thác, đưa hắn ra ngoài cho hắn bình tĩnh lại đi. Tiêu Thác sách Tô Thanh bằng một tay, xải bước ra ngoài, ném hắn vào bồn nước lớn trong sân, người tỉnh táo lại đi. Tô Thanh tức giận nhảy lên đấu tay đôi với Tiêu Thác, Mộ Dung Khanh rất phiền muộn, nghiêm giọng quát Tô Thanh, người làm loạn đủ chưa? Người làm loạn thì có thể cứu được hắn à? Tô Thanh thấy Mộ Dung Khanh lại tức giận thì chậm tải buông tay đang dơ lên xuống, nhìn tân binh một cách bất lực rồi chạy ra ngoài. Tiêu thác cũng đuổi theo. Trong lòng Thương Mai cũng rất buồn, đội đặc công trước kia của cô là một tổ chức trực thuộc Bộ Tư lệnh, ban đầu cô là quân nhân, sau đó mới làm đặc công quân y. Cho nên cô luôn có tình cảm đặc biệt dành cho những người lính, dù cô không thích cuộc sống chém giết ở hiện đại nhưng tình cảm này vẫn không hề thay đổi. Mộ Dung Khanh ra lệnh cho người đưa tân binh kia về lại lồng sắt, Thương Mai đang ngồi xổm bên giếng nước để rửa tay, hắn bước tới, nàng cũng hết khách rồi sao? thương mai nghe ra hắn hơi thất vọng có lẽ bọn họ đưa người này từ nơi xa xôi trở về trong lòng đều mang hy vọng cô có thể chữa được thương mai đứng lên nhìn hắn chậm rãi lắc đầu nặng nề nói thực xin lỗi mộ dung khanh không nói gì xoay người rời đi hắn biết mọi người đều đang kìm nén cảm xúc của mình chỉ an ủi bằng lời nói cũng không giúp được gì trên thực tế bản thân hắn cũng đã rơi vào trạng thái u sầu căn bệnh cắn người này đã cướp đi sinh mạng của hàng chục người hơn nữa mục đích và ý đồ của đối phương rất rõ ràng, nhưng hắn lại không tìm được bước đột phá nào, thậm chí cũng không có cách cứu chữa cho những người bị cắn đó. Hiện nay quân đội đã được triển khai kiểm soát chặt chẽ việc xảy ra các vụ cắn người, theo thông tin hiện có, trong số những người bị cắn ngoài người này ra thì những người khác đều đã chết. Tất nhiên vẫn còn một người trong kinh thành đã được hạ thừa tướng thả ra, chỉ là hắn vẫn còn sống chứ. Hy vọng mọi chuyện sẽ dịu xuống như thế này. Cho dù tướng sĩ của hắn có chết thì cũng phải chết trên chiến trường, tay nhuốm máu kẻ thù chứ không phải bị chết bởi âm mưu của những kẻ có dã tâm. Sự phiền muộn này từ từ biến thành cơn tức giận tột độ, ngọn lửa đè nén trong ngực hắn sớm muộn cũng sẽ bùng lên. Thương Mai ngồi cạnh lồng sắt, nhìn vào khuôn mặt non nớt của Tân Binh. Bây giờ vẫn chưa thấy dấu vết phát điên của hắn, nhưng từ đôi mắt đỏ và hàm răng đen của hắn có thể thấy hắn đã không thể trở về làm người bình thường được nữa. Hơn nữa, nếu bị nhốt mãi trong lồng sắt thì điều chờ đợi hắn chính là cái chết. Cô nhìn thấy mộ dung khanh đang ngồi trong phòng, lặng lẽ lau thanh kiếm của mình, vẻ mặt hắn căng thẳng, ánh mặt trời chiếu vào, bóng đen trên mặt đất kéo dài rất dài. Tiêu thác quay về nhưng Tô Thanh không đi theo, tiêu thác đi tới trước mặt thương mai, giọng nói khàn khàn, người đừng trách hắn, trong lòng hắn không được thoải mái. Thương mai lắc đầu, ta không trách hắn, ta hiểu được. Tiêu thác ngồi xuống, nhặt cành cây lên vẽ trên mặt đất những vòng tròn, người hiểu cái gì. Người này tên là Vương Du, phụ thân hắn đã hy sinh trên chiến trường khi chiến đấu với Bắc Mạc mười mấy năm trước. Hai năm trước, huynh trưởng hắn chiến đấu ở ruộng lậu, vì bảo vệ Tô Thanh khỏi vòng vây mà cũng hy sinh. Nếu hắn chết thì gia đình chỉ còn lại một người mẹ già. Chẳng trách Tô Thanh lại buồn đến vậy, không ngờ hắn lại có quan hệ như thế với tân binh này. Mặc dù trên chiến trường không có ân nhân cứu mạng, vì hôm nay ngươi cứu ta, ngày mai ta cũng có thể cứu ngươi, đây là một đội quân. Nhưng thực ra trong lòng mọi người đều biết, chính tình nghĩa cùng sinh cùng tử này mới là sâu sắc nhất, thuần khiết nhất, khiến người khác khó quên nhất. Thương Mai rất muốn làm điều gì đó cho binh lính tên Vương Du này, nhưng cô thật sự không thể làm được gì. Không có cách nào để phân tích bệnh lý, không có cách nào để kiểm tra thêm, thậm chí còn không thể xét nghiệm máu chứ đừng nói đến những thứ khác sự lạc hậu của y học khiến thương mai lại xa suốt một lần nữa châm cứu không thể chữa bách bệnh ít nhất để đối phó với loại virus có khả năng lây nhiễm cao này thì vẫn cần dựa vào y học hiện đại có thể khiến hắn tỉnh lại không thương mai nhìn vương du rồi hỏi tiêu thác tiêu thác đáp có thể nhưng sau khi tỉnh lại có lẽ hắn sẽ phát điên ta muốn xem hắn phát điên như thế nào có lẽ có thể tìm được chút manh mối tiêu thác gật đầu lệnh cho người lấy trậu nước tạt vào mặt hắn hắn rất sợ nước trên đường về đã cho hắn uống thuốc mấy lần nhưng có lần trời mưa nước mưa rơi xuống người và mặt nên hắn đã tỉnh lại lời tiêu thắc vừa dứt quả nhiên hắn đã tỉnh hắn lập tức mở mắt hai tay vuốt mạnh khuôn mặt miệng phát ra tiếng gào thét lộ vẻ rất sợ hãi sau khi lau khô nước trên mặt hắn từ từ đứng dậy trong lồng sắt cổ họng phát ra âm thanh gầm gừ khuôn mặt hơi nghiêng miệng nhếch lên bắt đầu co giật tay cũng giật giật đầu ngẩng lên rất cao cặp mắt đỏ ngầu đáng sợ, hai tay nắm chặt lồng sắt rồi lắc mạnh, lồng sắt bị lắc nghiêng ngả. Mặt hắn dần trở nên dữ tợn, hắn há miệng về phía thương mai muốn xông vào cắn xé, nhưng vì có lồng sắt ngăn cách nên hắn chỉ có thể đập vào lồng sắt, đập đến khi sứt đầu mẻ chán. Tiêu thác cũng hoảng sợ, lần trước không nghiêm trọng như vậy, lần trước hắn chỉ liên tục phát ra tiếng kêu rên, sau đó muốn mở miệng cắn người. Lần trước là lúc nào? Đêm hôm qua, Thương Mai cực kỳ chấn động trước sự phát triển nhanh chóng của căn bệnh, hành động của Vương Du khiến cô nhớ đến bệnh chó dại, bệnh chó dại cũng có chứng sợ nước, bệnh nhân rất sợ nước cũng sẽ bồn chồn bất an. Nhưng đây chắc chắn không phải bệnh chó dại, vì ngoài chứng sợ nước và co giật điên cuồng thì những triệu chứng còn lại đều khác. Chương 213: Một trận mưa lớn. Một cây kim bay vào lồng sắt, cắm lên đầu Vương Du. Vương Du từ từ ngừng điên cuồng, ngã người ra sau mắt cũng dần nhắm lại. Người phi châm là mộ dung khanh, trên tay hắn cầm một hộp sắt nhỏ, là dụng cụ đựng kim độc, tất nhiên thứ mà hắn phi không phải kim độc, mà là kim có tẩm thuốc mê. Hắn xài bước đi tới, kéo tay thương mai, đi, ta đưa nàng về. Thương mai vừa mở miệng thì thấy sự đau khổ lướt qua mắt hắn, đột nhiên hiểu ra hắn không muốn ở đây đối mặt với vương dụ, binh lính của hắn. Thương Mai không biết nên an ủi hắn thế nào, vì vậy cô đã im lặng suốt quãng đường. Khi gần đến tướng phủ, Mộ Dung Khanh bỗng nói, lãnh thổ của Đại Chu ta đều được bảo vệ bằng máu của những binh lính này, Bách Tích có thể an cư lạc nghiệp, những người ở trên cao có thể không lo lắng mà hô mưa gọi gió đều là nhờ có họ. Bản vương thề sẽ dùng tính mạng của binh lính để cướp quyền chiến đấu, ta sẽ không bỏ qua cho bất kỳ kẻ nào. Thương Mai nhìn thấy cơn thịnh nộ cuồn cuộn trong mắt hắn, trên trán nổi gân xanh, có thể thấy hắn đã đến cực hạn nhẫn nại. Thương Mai đưa tay muốn ôm hắn một cái nhưng lại cảm thấy không thích hợp, tay dơ ra dừng lại giữa không chung, sau đó từ từ hạ xuống, xin lỗi, ta không giúp được gì. Hạ Thương Mai, bản vương sẽ không tha cho hạ hòe quân, người gây ra chuyện này chính là ông ta. Mộ Dung Khanh nhìn Thương Mai bằng ánh mắt lạnh băng. Thương Mai gật đầu, ừm. Um. Cô không biết phải nói gì, cô cũng biết Mộ Dung Khanh không phải giận cá chém thất mình, chỉ là mọi người đều biết Hạ Thương Mai là nữ nhi của Hạ Hòe Quân, điều này không thể thay đổi, nếu hạ hòe quân gặp chuyện gì thì cả hạ gia đều sẽ bị liên lụy. Mộ Dung Khanh đang cảnh báo cô nếu cô muốn ra tay thì nên làm càng sớm càng tốt, nếu không cô sẽ bị kéo vào vòng xoáy này với thân phận nữ nhi của hạ hòe quân. Mộ Dung Khanh nhìn cô và nói, nếu nàng không thể rời khỏi tướng phủ thì hãy làm gì đó để mọi người thấy nàng không đồng lòng với tướng phủ. Về sau tướng phủ gặp chuyện không may có người xin tha cho nàng cũng biết bắt đầu từ đâu thương mai trầm mặc chốc lát vương gia có cao kiến gì vì sao bản vương lại ban cho mẫu thân nàng một mảnh đất mộ dung khanh hỏi ngược lại thương mai ngẩng đầu ý người là ta cũng chuyển tới sân sau cô cũng có ý định này đúng thế hơn nữa tốt nhất nên ngăn sân sau với sân trước xây tường chắn tự lập phủ đệ mộ dung khanh đáp lời tự lập phủ đệ mẫu thân nàng là đan thanh huyện chúa nàng có thể trình lên hộ bộ tự lập đệ phủ hộ bộ sẽ phân tiền cho nàng. Cuối cùng thương mai cũng hiểu ý tốt của hắn, vì bây giờ cô vẫn là nữ nhi của hạ gia, chưa xuất giá nên không tiện ở ngoài. Hắn để lại cho mẫu thân cô một mảnh đất, lại phong làm huyện chúa, mẫu thân có thể tự lập đệ phủ, không cần dựa vào tướng phủ, thậm chí còn có thể xây lối vào chính tại vườn trúc, tạo thành một đệ phủ nhỏ. Như vậy cô không chuyển ra đó ở thì cũng không có liên quan gì đến tướng phủ. Ta hiểu rồi, ta không định xây nhà gỗ bên hồ mà ta định xây đệ phủ thuộc về ta và mẫu phi. Thương Mai nói, chuyện này nhất định phải giấy lên một hồi sóng gió, nhưng nàng nên nhớ sóng gió càng lớn càng tốt, càng có nhiều người biết nàng đã đoạn tuyệt với tướng phủ càng tốt. Mộ Dung Khanh dặn dò, ta hiểu, Thương Mai suy nghĩ một lát, ta sẽ chặt hết rừng trúc sau đó dọn không gian trống và bắt đầu xin xây dựng. Còn hòn giả sơn và hành lang uốn trong hồ, ta cũng sẽ dỡ bỏ, không thể để người khác đi vào phủ đệ của Đan Thanh huyện chúa từ tướng phủ. Ừm, lối vào chính mở ra từ bên phải, đừng mở bên phía vườn tre, phía đó dựa núi. Vẫn là Vương Gia suy nghĩ chu toàn, thương Mai rất cảm kích. Mộ Dung Khanh thản nhiên nói, như vậy dù bản vương có đến khuê phòng nàng đêm khuya cũng thuận tiện hơn nhiều, ít nhất không phải qua tướng phủ. Thôi bỏ đi, cô cảm thấy nhiếp chính vương ngầm nổi giận vừa nãy vẫn ổn hơn. Trước khi xuống xe ngựa, Mộ Dung Khanh nói với cô, sáng mai bản vương đến đón nàng vào cung. Thương Mai ngạc nhiên, vào cung? Đúng, Mẫu Hậu nói trước khi hạ chỉ ban hôn cần gặp nàng trước. Mộ Dung Khanh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đã trở nên lo lắng của cô rồi hờ hững nói, có phải nàng chưa gặp bao giờ đâu, lo lắng cái gì? Không phải cô lo lắng mà là hồi hộp. Trước đây sao giống bây giờ, lần đó là vì mạng sống nên cô mới bất chấp mọi giá. Nhưng bây giờ cô sắp gặp Mẫu Hậu hắn nhất là khi cô biết quý thái phi đã không còn coi hắn như con trai nữa, mà hoàng thái hậu càng giống mẫu thân hắn hơn, ngày mai phải đi gặp mẹ chồng tương lai, cô có thể không hồi hộp sao. Nghĩ đến lần vào cung lúc trước, có lẽ là người cô đầy vết thương hoặc là do vẻ mặt quá chật vật, chắc chắn đã để lại ấn tượng xấu với hoàng thái hậu, nếu không hoàng thái hậu cũng không nói muốn gặp lại cô. Cô buồn giàu, hoàng thái hậu có nói vì sao muốn gặp ta không? Không biết, mẫu hậu nói trước khi bản vương rời khỏi kinh thành, nhưng lúc đó bản vương bận rộn không đưa ngươi vào. Thật ra Thương Mai không thích bầu không khí trong hoàng cung, vào cung cô cứ có cảm giác lồng ngực bị thứ gì đó đè nén, ngay cả hít thở cũng khó khăn. Còn một việc nữa, vừa nãy nàng nói tới Hòn Giả Sơn và Hành Lang Uốn ở tướng phủ, nếu bản vương nhớ không nhầm thì đó là lão phu nhân cho người làm theo phong thủy. Phong thủy, bà ấy tin vào điều này ư? Ta nhớ là bà không tin quỷ thần, mặc dù ngoài miệng luôn niệm A Di Đà Phật gì đó rất nhiều người không tin quỷ thần nhưng lại tin vào phong thủy thật kỳ lạ mộ dung khanh cười chế nhạo có gì kỳ lạ người làm chuyện khuất tất nhiều nếu tin vào quỷ thần thì sẽ tin bị trời phạt không dám làm chuyện xấu nữa nhưng phong thủy thì khác rất nhiều người quý tộc cho rằng phong thủy rất tốt có thể mang lại cho chúng ta sự giàu có và vinh quanh không bao giờ phải lo lắng thương mai cũng cười mỉa vậy vị tổ mẫu này của ta đúng là thật kiên trì mộ dung khanh nhìn cô nói một cách nghiêm túc bản vương muốn nói với nàng rằng nếu phải phá hòn giả sơn và dỡ hành lang uốn thì bà ta nhất định sẽ cực lực phản đối đồng thời sẽ làm ra hành vi quá khích nàng phải cẩn thận không cần lo lắng cho ta ta sẽ xử lý tốt thương mai biết bây giờ hắn cũng đang bận sứt đầu mẻ chán mình không giúp gì được hắn đã rất ái ngại rồi cô tuyệt đối không được để hắn lại phải lo lắng cho mình nữa mộ dung khanh lại nhìn cô thật sâu đi đi sáng sớm mai bản vương đón nàng vào cung sau khi ra khỏi cung nàng phải lập tức bảo mẫu thân nộp giấy tờ kế hoạch xây dựng cho hộ bộ. Ta biết rồi, thương mai xuống xe ngựa, nhìn xe ngựa quay đầu lại mà lòng rất cảm khái. Trước đây không lâu cô vẫn còn cực kỳ kiêng rè nam nhân này, luôn cảm thấy hắn sẽ trở thành rắc rối của mình, nhưng không ngờ hắn lại trở thành thần bảo vệ cô. Khi bước vào tướng phủ, bầu trời bỗng nổi cơn rông, mùa hè năm nay vẫn luôn làm công tác chuẩn bị mưa lớn, mấy lần trước chỉ có tiếng sấm và mưa nhỏ, cuối cùng trận mưa lớn này cũng tới rồi sao? Thương Mai từng bước đi vào, bước chân vững vàng. Trời khô hạn đã lâu, cô chỉ chờ đợi cơn mưa lớn này. chương 214, ta không muốn A à Khanh cưới nàng ta. Đêm hôm đó quả nhiên có một trận mưa lớn, mưa như chút nước, sấm sét vang dội nước trong hồ dâng lên rất cao. Những người thợ thủ công đã dọn đồ xong, chất đống trên hành lang huấn của Nhã Huyền, Nguyệt Nhung phu nhân nổi trận lôi đình, mấy người thợ không còn cách nào khác đành phải chuyển đến rừng trúc. Thương Mai không biết những việc này, thợ thủ công không báo cáo lại với cô, sau khi chất đống vật liệu xong thì rời đi. Cơn mưa kéo dài đến tận trưa ngày hôm sau, khoảng gần trưa xe ngựa của mộ dung khanh mới tới, hắn có một vài việc làm chậm trễ chứ dự kiến ban đầu là hẹn buổi sáng. Dù ma ma cũng theo vào cung. Khi bà ra khỏi cung đã hứa với hoàng hậu cứ cách vài ngày sẽ hồi cung báo cáo một lần, tối qua mộ dung khanh đã cho người vào cung thông báo với Hoàng Thái Hậu rằng sẽ đưa thương mai vào cung. Đương nhiên Hoàng Thái Hậu biết là có chuyện gì, cho nên trước khi họ vào cung bà đã truyền lệnh Quý Thái Phi vào cung. Quý Thái Phi vốn không muốn đi nhưng Hoàng Thái Hậu hạ nghiêm chỉ buộc bà ta phải có mặt. Bất đắc dĩ, bà ta chỉ đành vào cung từ sáng sớm. Khi Quý Thái Phi vào cung, mưa vẫn còn rất lớn, Hoàng Thái Hậu ngồi trước hiên chính điện, nhìn cơn mưa như chút nước trong sân, nước mưa bắn tung tóe làm ướt xiêm y bà. Hoàng Thái Hậu tiều tụy hơn rất nhiều, hôm nay bao công công tới báo cáo một số tình hình khiến bà lại càng thêm lo lắng. Mà chuyện ngoài cung bà cũng vẫn luôn để ý, lấy tướng phủ làm trung tâm, có thể nói là dậy sóng biến hóa kỳ lạ, các loại tranh đấu gây sóng gió thật sự khiến bà tan nát cõi lòng. Ngoài ra, mối quan hệ giữa muội muội bà và nhiếp chính vương vẫn luôn là nỗi đau trong tim bà hôm nay truyền lệnh quý thái phi vào cung đã là chút cố gắng cuối cùng rồi bà nhìn quý thái phi và tư trúc cô cô cầm ô đi tới dưới cơn mưa lớn chiếc ô trông cực kỳ yếu ớt tư trúc cô cô đã ướt nửa người nhưng vẫn bảo vệ chu toàn cho quý thái phi quý thái phi bước lên trước hiên bà ta mặc một chiếc váy gấm màu xanh lam có thêu hình hoa cúc bàng búi tóc như mây trang điểm cực kỳ tỉ mỉ và hoàn mỹ đôi giày thêu đế cao màu xanh mũi giày có thêu hạt ngọc đã ướt kim tuyến mờ mờ thần thiếp tham kiến Hoàng Thái Hậu, nguyện Hoàng Thái Hậu Phượng Thể An Khang. Quý Thái phi hành lễ theo quy tắc, rất đúng lễ nghĩa mà lại cực kỳ xa cách. Hoàng Thái Hậu nhìn bà ta rất lâu mới chỉ vào chiếc ghế bên cạnh, ghế chuẩn bị cho người đấy, ngồi đi, nói chuyện với ai ra. Vâng, thần xin theo ý Hoàng Thái Hậu, Quý Thái Phi nói xong thì ngồi xuống cạnh Hoàng Thái Hậu, vẻ mặt không có gì khác thường nhưng trong lòng lại rất không cam tâm, lúc nào cũng vậy, bà ta mãi mãi chỉ được ngồi bên người này, hôm nay hoàng thái hậu nghiêng người nhìn bà ta a à khanh sẽ đưa hạ thương mai vào cung chắc người cũng biết vì sao mình tới đây rồi chứ quý thái phi cúi đầu ngữ điệu kính cẩn xin hoàng thái hậu nói rõ thần thiếp không biết hoàng thái hậu khẽ thở dài người đang giận ai ra sao thần thiếp không dám hoàng thái hậu không nhìn bà ta nữa đưa tay khẽ xoa đầu lông mày vẻ mặt cực kỳ mệt mỏi rất nhiều chuyện ai ra đều giấu trong lòng không nói với ai từ nhỏ ai ra đã như vậy chúng ta là tỉ muội sở thích lúc nào cũng giống nhau nhưng ai ra chưa bao giờ nghĩ có lẽ ngươi cũng thích giấu mọi chuyện trong lòng giống ai ra quý thái phi nhìn mưa bay trước hiên giọng điệu trầm tính không trong lòng thần thiếp không có chuyện gì phải giấu cả khi a khanh bị thương nặng những lời ngươi nói với ai ra đã nói lên những bất mãn của ngươi trong nhiều năm qua ngươi nghĩ người của năm đó nên ngồi ở vị trí hoàng hậu và người của bây giờ cũng nên được là hoàng thái hậu ở trong cung phải không không dám quý thái phi đã bình tĩnh không có một chút thăng trầm cảm xúc giống như hình người bằng đất sét tư chúc cô cô đứng bên cạnh yên lặng lắng nghe trên mặt là vẻ thê lương không dám hoàng thái hậu bật cười trong tiếng cười mang theo vẻ mệt mỏi không nói nên lời thật ra ai ra cũng biết người nghĩ thế nào có gì quan trọng chứ năm đó ngoài ngươi ra biết bao nhiêu hậu phi muốn được ngồi lên ghế hoàng hậu chỉ là có ai ngờ ngồi lên vị trí hoàng hậu rồi thứ đè nặng trên vai không phải vinh hoa phú quý một đời mà là giang sơn vạn dặm của cả vương triều đại chu. Mắt quý thái phi khẽ chuyển động, giang sơn vạn dặm. Từ này thật hay. Đúng thế, rất hay. Tổ tiên nhà mộ dung chúng ta đã phải đánh đổi bằng xương máu, trải qua mấy triều đại thái bình thịnh trị, đến giờ thì sao? Không phải giặc ngoại xâm, cũng không phải hạ thần mưu kế ứng biến, dã tâm bừng bừng mà là chính con cháu nhà mộ dung chúng ta muốn chiến đấu một mất một còn, nếu người đương quyền thủ đoạn mạnh mẽ cứng rắn tập trung hoàng quyền kỷ luật nghiêm minh thì sẽ không có chuyện đó tất cả mọi vấn đề đều là do người đương quyền không đủ quyết đoán quý thái phi lãnh đạm nói hoàng thái hậu nhìn bà ta người đang nói hoàng thượng hay nói nhiếp chính vương nếu người điều hành đất nước người nghĩ phải làm sao mới có thể quyết đoán thủ đoạn mạnh mẽ cứng rắn trong lòng hoàng thái hậu kinh hãi Mặc dù biết rõ tham vọng của bà ta nhưng những gì nói ra từ miệng bà ta vẫn khiến người khác phải run sợ. Quý thái phi ngẩng đầu nhìn hoàng thái hậu cười, nụ cười này rất u ám, đáy mắt hiện rõ vẻ ngang ngược, phí khách. Khoảnh khắc đó trong đầu hoàng thái hậu lóe lên ý định giết người, không thể giữ người này lại. Nhưng cũng chính khoảnh khắc đó, bà nhận ra mình không phải người làm chuyện lớn, không làm được chuyện này. Trong lòng hoàng thái hậu cũng hiểu rõ. Quý thái phi không kiêng kỵ gì mà thể hiện rõ giá tâm của mình trước mặt bà là vì bà ta cũng biết người tỷ tỷ này mềm lòng, không làm được chuyện đó. Hoàng thái hậu thay đổi chủ đề, lần này A Khanh dẫn Hạ Thương Mai vào cung là để bàn chuyện hôn sự. A Khanh cũng không còn trẻ nữa, chuyện này phải nhanh làm thôi. Hoàng thái hậu là mẫu hậu của hắn, ta chỉ là mẫu phi mà thôi, chuyện này người quyết định đi, thật sự không cần vì chuyện này mà truyền ta vào cung. Vẻ mặt quý thái phi lạnh lùng hoàng thái hậu trở nên tức giận nó là nhi tử của ngươi chuyện quan trọng trong đời nó mà ngươi có thể thờ ơ vậy sao thờ ơ hay không thì quyền quyết định cũng không nằm trong tay ta ta nhiệt tình làm gì vậy ngươi muốn thế nào hoàng thái hậu tức giận hỏi quý thái phi nhìn bà ta không muốn a khanh cưới nàng ta ngươi có nghe theo ý ta mà không ban hôn không lần này không chỉ là ý của ta mà cũng là ý của a khanh ngươi không thể tôn trọng nhi tử mình sao Quý Thái Phi cười lơ đánh, tôn trọng, ta là mẫu thân mà phải tôn trọng nhi tử của mình, thế nó là nhi tử đã bao giờ tôn trọng người làm mẫu thân ta chưa? Vậy phải xem mẫu thân đã làm những gì, có thực sự xứng đáng với sự tôn trọng của nó hay không? Hoàng Thái Hậu giận dữ hét lên. Quý Thái Phi đứng dậy, lạnh lùng nói, xem ra hôm nay Hoàng Thái Hậu truyền ta vào cung chỉ để khiển trách. Nếu là vậy, thần thiếp nên quỳ xuống nghe Hoàng Thái Hậu dạy bảo mới phải. Nói xong bà ta quỳ xuống, ngẩng khuôn mặt lạnh như băng lên hỏi, "Như này hoàng thái hậu đã hài lòng chưa?" Chương 215, dã tâm của nữ nhân. Hoàng thái hậu giận run người, vung tay lên, muốn tát vào mặt bà ta một cái. Bà nín nhịn, nói với vẻ thất vọng tột độ, "Người còn nhớ khi A Khanh ra đời, người đã bế nó và nói với ta rằng trên đời không còn gì quan trọng hơn thằng bé nữa, người nói đây là món quà tuyệt vời nhất mà trời cao đã ban cho ngươi." Quý thái phi cười chế nhạo, "Đúng thế, sau khi sinh hắn hoàng thượng đã phong bà làm quý phi, quả thực hắn là món quà tuyệt nhất. Nhưng trong mắt bà ta quả thật có chút hoài niệm, là sự hoài niệm với nam nhớ kia, cả đời này hắn cũng không biết bà yêu hắn nhiều như nào. Hoàng Thái Hậu thấy vẻ mặt bà ta đã ấm áp hơn, tưởng đã có thể thuyết phục được nên nói tiếp còn nhớ khi. Trước khi A Khanh 3 tuổi, nó không theo ai hết, chỉ theo ngươi và tư trúc, thì thoảng ai ra cũng có thể bế một lúc. Khi đó ngươi nói hắn rất bám người, sợ rằng cả đời này cũng không thể rời xa người mẫu phi là ngươi. Người lặng lẽ rơi nước mắt lại là tư trúc cô cô. Nhớ năm đó vương gia thật sự rất bám người, cũng cực kỳ ngoan ngoãn hiếu thuận, khi đó hắn mới chỉ 3 tuổi đã biết nhường đồ ăn ngon cho mẫu phi và tư trúc cô cô rồi. Hoàng Thái Hậu nói tiếp, tiên đế có rất nhiều con, nhưng ông ấy yêu thương A Khanh nhất, nếu không phải vương triều này phải lập trường lập đích thì ngôi vị hoàng đế này sẽ là của hắn. Nhưng đứa bé này đâu có so đo những điều này. Vì bảo vệ Giang Sơn của hoàng huynh mà hắn không tiếc công sức, thậm chí đã bao lần đẫm máu ngoài chiến trường, đẩy lùi bá chủ các cường quốc. Người làm mẫu phi lẽ nào không tự hào về hắn sao? Vương triều Đại Châu phải lập trưởng lập đích, không được lập hiền là điều bà ta căm hận nhất. Năm đó tiên đế rất yêu thương Mộ Dung Khanh, bà ta nghĩ tiên đế sẽ phá lệ một lần, lập hiền chứ không lập đích trưởng, nhưng bà ta đã đánh giá quá cao tình yêu của tiên đế dành cho hắn tiên đế thậm chí còn chưa từng nghĩ đến việc lập hắn làm thái tử. Còn nhớ năm đó, khi A Khanh 6 tuổi, tiên đế đưa hai mẹ con họ đi săn. A Khanh mới 6 tuổi đã bắn được một con sói hoang, đây là điều trước nay chưa từng có, chưa nói đến hoàng thất, trong võ lâm cũng hiếm thấy một kỳ tài như này. Lúc đó tiên đế rất vui mừng, ôm hắn xoay vài vòng, sau đó nói với đại thần đi săn cùng rằng, nhi tử này của chấm sau này nhất định sẽ thành người tài. Khi ấy bà ta cũng ở đó, nhìn thấy hoàng thượng vui như vậy cũng cảm động rơi nước mắt. Bà ta nghĩ có thể hoàng thượng sẽ đưa ra quyết định gì đó. Cho nên đêm đó khi bà ta hầu hạ hoàng thượng đã hưu ý vô ý đề cập đến quy tắc lập thái tử của vương triều này. Tiên đế tát bà ta một cái và nói một cách hung dữ, hẳn học chấm sẽ không lập A Khanh làm thái tử, quy tắc của vương triều trước nay luôn là lập trường lập đích. Cho dù không có quy tắc này chấm cũng không lập A Khanh làm thái tử vì dã tâm của mẫu phi nó quá lớn sức khỏe chấm suy yếu, lập A Khanh, con trẻ mẹ khỏe là một tai họa, trừ khi nàng bằng lòng chôn cùng chấm. Cái tát này cùng những lời nói hung dữ, hàn học đó bà ta nhớ tới tận bây giờ. Nam nhân mà bà hết lòng yêu thương, những tưởng ngoài sự cương chiều của đế vương thì hắn cũng có vài phần thật lòng nào đó với mình, nhưng không ngờ trong lòng hắn, mình lại là kẻ có dã tâm. Đúng thế, bà thừa nhận mình có dã tâm, nhưng vì nam nam nhân có thể có dã tâm mà nữ nhân thì không thể. Long Thái Hậu ngày đó không có dã tâm ư, nếu không phải triều thần ngăn được thì bà ta đã đăng cơ hoàng đế từ lâu rồi. Tự hào chứ, sao lại không tự hào? Hắn hôm nay có thể lên ngôi nhiếp chính vương đều là do Hoàng Huynh hắn để bạt, cất nhắc. Quý Thái Phi nói, Hoàng Thái Hậu nghe lời bà ta nói, giọng điệu cung kính nhưng lời lẽ gai góc. Bà khẽ thở dài, bây giờ ngươi đã là Quý Thái Phi, hưởng vinh hoa phú quý rồi, ngươi còn có điều gì không hài lòng nữa. Quý thái phi cười khẽ, lời này của Hoàng thái hậu thật sự rất chói tai nha, có gì không hài lòng? Không hài lòng chỗ nào chứ? Đúng như người nói, bây giờ ta đang hưởng thụ vinh hoa phú quý, ngày ngày thoải mái, hai nhi tử một là nhiếp chính vương, một là phân đất phong hầu nam quốc, đều có tương lai tốt đẹp, ta còn có gì không hài lòng? Hoàng thái hậu khẽ siết tay, được rồi, đừng nói nữa, không phải ai ra châm biếm ngươi mà là ngươi đang châm biếm ai ra? Hai nhi tử của ngươi đều có tương lai tốt đẹp, nhưng ngươi cảm thấy Quý thái phi như ngươi không có tương lai phải không? Phải thế nào mới được coi là có tương lai? Có phải ai ra chấp tay nhường ngôi vị thái hậu này lại cho ngươi thì ngươi mới vừa lòng không? Lời Hoàng thái hậu đã có chút tức giận. Quý thái phi đứng lên, Hoàng thái hậu giận rồi à? Điều này có gì phải tức giận đâu, bây giờ người ở trên cao, nắm trong tay quyền lực tối cao, đương nhiên chuyện gì người khác làm người đều thấy nực cười năm đó trước khi Thái Hoàng Thái Hậu chưa rời cung, chẳng phải người cũng cung cung kính kính trước mặt bà sao? Khi đó trong lòng người có dã tâm thay thế vị trí của bà ấy không? Đừng nói không có, nói rồi ta cũng không tin, hơn nữa người luôn nói nữ nhân không được có dã tâm, chẳng lẽ năm đó Thái Hoàng Thái Hậu không có dã tâm sao? Câm miệng, Hoàng Thái Hậu nổi giận, trong đầu ngươi đang nghĩ gì vậy? Năm đó Thái Hoàng Thái Hậu ủng hộ Huệ Đế đăng cơ, làm gì có ý định thay thế Huệ Đế? sau khi huệ đế băng hà tiên đế lên ngôi mẫu hậu của tiên đế mất sớm cũng được thái hoàng thái hậu giúp đỡ nếu không có lão nhân gia cũng không có cuộc sống yên ổn của người ngày hôm nay đừng quên năm đó người được phong làm quý phi là do chính lão nhân gia tự sắc phong quý thái phi cười mỉa mai mụ phù thủy già đó ngay từ đầu đã không thích bà trong tối ngoài sáng đều áp chế bà bà được phong làm quý phi vì có công sinh con trai là hoàng thượng đề nghị phong bà làm quý phi xin ý chỉ của bà ta cũng chỉ vì tôn trọng mà thôi phong hào là do bà chọn lệnh tự luật giã pháp giã cáo giới giã mụ phù thủy dùng lệnh tự để cảnh cáo bà phải ghi nhớ quy tắc thật nực cười bản thân bà ta là một người coi thường quy tắc mà lại đi cảnh cáo bà như vậy không cần nói nữa hoàng thái hậu yêu cầu ta làm gì thì ta làm đó không phải chỉ là đồng ý hôn sự hai đứa chúng thôi ư ai ra đồng ý Hoàng Thái Hậu biết bà ta không hài lòng nhưng nếu đã đồng ý thì sau này có thể từ từ xử lý những chuyện khác sau. Được, lát nữa chúng nó vào cung ngươi hãy cất hết móng vuốt sắc bén đi, nếu có gì không hài lòng thì cứ nhầm vào ai ra. Mộ Dung Khanh và Thương Mai vừa vào cung thì mưa nhỏ dần. Dù ma ma tới thẳng cung Hoàng Hậu, Thương Mai và Mộ Dung Khanh cùng nhau cầm một chiếc ô giấy dầu, bước vào cung Thái Hậu. Sau khi vào cung và hành lễ, Hoàng Thái Hậu nhìn Mộ Dung Khanh, vẫy tay gọi hắn lại, lại đây ngồi bên ai ra. Mộ Dung khanh mỉm cười ngồi xuống, một thời gian không gặp càng ngày người càng trẻ ra nha. Ba hoa, Hoàng Thái Hậu tức giận nói, đưa tay đánh hắn, ngay cả mẫu hậu mà ngươi cũng dám mang ra đùa giỡn à. Thương Mai hơi ngạc nhiên khi nghe cuộc trò chuyện của hai người, mặc dù trước đây cô đã biết quan hệ của hai người không tệ, nhưng chưa từng thấy họ nói chuyện thế này bao giờ, tình cảm cực kỳ tốt cô hơi ngước mắt nhìn quý thái phi bên cạnh hoàng thái hậu thấy vẻ mặt bà ta lạnh lùng tay nâng chén trà cố gắng tỏ ra chống đối thương mai khom người thần nữ hạ thương mai tham kiến quý thái phi quý thái phi hơi nghiêng mặt đi nói với tư trúc cô cô bên cạnh trà nguội rồi thay cho ta chén khác bà ta hoàn toàn phớt lờ thương mai tư trúc cô cô im lặng lui xuống bưng trà hoàng thái hậu thấy thế thì nói thương mai ngồi đi ở đây với ai ra không cần khách sáo Thương Mai đứng thẳng người, cảm tạ Thái Hậu nương nương. Thương Mai tìm một vị trí ngồi xuống, cục mắt, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. chương 216, thà không gả. Sau vài lời chào hỏi, Hoàng Thái Hậu đi thẳng vào vấn đề, bà hỏi mộ dung khanh, mặc dù ai ra biết tâm tư của con, hôm nay có mẫu phi của con ở đây, ai giả hỏi lại lần nữa. Hoàng Thái Hậu còn chưa nói xong, quý Thái Phi đã lạnh lùng lên tiếng, ai ra không đồng ý. Hoàng Thái Hậu nặng nề hít vào một hơi rồi nhìn bà ta, xem ra những lời vừa nãy ai ra nói với người đều lãng phí cả rồi. Quý Thái Phi cười khẩy, Hoàng Thái Hậu bảo ai ra vào cung chẳng phải để hỏi ý kiến ai ra sao. Nếu ai ra có thể phát biểu ý kiến về chuyện này thì bây giờ nêu ra có gì không được. Nếu ai ra không được nêu ý kiến thì hôm nay Hoàng Thái Hậu không nên gọi ai ra vào đây. Tư chúc cô cô bưng trà vào, sắc mặt hơi thay đổi khi nghe lời Quý Thái Phi nói nhưng vẫn không nói gì, bước vào. Mộ Dung Khanh ngồi trên ghế với tư thế ung dung, trên khuôn mặt tuấn tú là vẻ ngỗ nghịch, hắn nghịch chiếc nhẫn ban chỉ trong tay, ánh mắt dân trở nên lạnh lùng. Hoàng Thái Hậu Kiên nhẫn nói với Quý Thái Phi, vừa nãy chúng ta đã nói, người cũng không có ý kiến gì với chuyện này. Quý Thái Phi ngẩng đầu, mọi việc đều làm theo ý của Hoàng Thái Hậu, câu này không có ý kiến gì sao? Không, là không được có ý kiến, phải lại ý kiến của ai ra có quan trọng không? hôm nay dù ai ra phản đối thì hôn sự này vẫn sẽ được định ra vẻ mặt bà ta lạnh như băng nếu hoàng thái hậu muốn ai ra vào cung với hy vọng ai ra nói một câu ai ra không phản đối vậy nếu đây là nghiêm chỉ của hoàng thái hậu thì ai ra đồng ý bà ta nhìn mộ dung khanh hôn sự của hai đứa ai ra không phản đối mộ dung khanh ngẩng đầu ánh mắt sắc bén như đao kiếm khẽ nhếch môi tạ ơn mẫu phi ai ra có thể đi chưa quý thái phi hỏi cút Hoàng Thái Hậu nổi giận thật sự, bà quát lên. Quý Thái Phi cười mỉa, đúng là một trò cười. Nói xong bà ta xải bước rời đi. Tư chúc cô cô thở dài một tiếng, liếc nhanh về phía mộ dung khanh rồi vội vàng đuổi theo. Hoàng Thái Hậu bực bội đến mức tức ngực nhưng vẫn cười với mộ dung khanh, mẫu phi con nhất thời chưa nghĩ thông suốt, còn đừng trách nàng. Bà ấy nghĩ không thông rất nhiều năm rồi, bản vương không quan tâm mộ dung khanh hờ hững đáp. Hoàng Thái Hậu sướng sờ nhìn hắn, đứa trẻ này gánh vác quá nhiều, ngay cả bà cũng đau lòng, sao mẫu thân hắn lại có thể lạnh lùng tàn nhẫn như vậy chứ? Bà không khỏi khẽ thở dài, nhìn thương mai, bà thật lòng hy vọng nữ nhân này có thể giúp đỡ hắn một chút, nhưng thật ra bà cũng rất nghi ngờ, bản thân hạ thương mai vốn đã gặp khó khăn rồi, nàng thật sự có thể giúp A Khanh sao? A Khanh, con tới hy vi cũng thăm hoàng huynh của con đi, ai ra có lời muốn nói với thương mai hoàng thái hậu chợt nói. Mộ Dung Khanh đột nhiên ngẩng đầu lên, dường như không tin vào điều mình nghe thấy thăm hoàng hu huynh ý mẫu hậu là nhi thần có thể vào thăm hoàng huynh sao đúng thể ai ra biết con rất nhớ hắn đi đi hoàng thái hậu mỉm cười vâng mộ dung khanh đứng dậy thương mai thấy rõ đáy mắt hắn lóe lên tia vui mừng hắn từng nói với cô rằng hắn nghi ngờ hoàng thượng đã băng hà nhưng bây giờ hoàng thái hậu nói có thể đi thăm hoàng thượng có nghĩa là suy đoán trước đó của hắn là sai hoàng thượng vẫn sống, người mà hẳn quan tâm vẫn còn sống. Thương Mai thật sự mừng thay cho hắn. Mộ Dung Khanh đi nhanh như một cơn gió, Hoàng Thái Hậu ra lệnh cho người đóng cửa điện lại, chỉ còn bà với Thương Mai. Bầu không khí lập tức trở nên kỳ quái vì Hoàng Thái Hậu cứ im lặng không nói, chỉ nhìn cô chăm chằm. Đương nhiên Thương Mai cũng không dám nhìn lại, chỉ có thể tiếp tục mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Thật ra cô cũng lờ mờ cảm nhận được Hoàng Thái Hậu không thích mình lắm không thể trách bà, ai lại thích nữ tử như này chứ? Mắt nhìn của mộ dung khanh thật sự rất kém. Ai ra gọi ngươi là thương mai nhé cuối cùng Hoàng Thái Hậu cũng lên tiếng phá vỡ cục diện bể tắc, nhưng bầu không khí vẫn không được tốt lắm, vì mặc dù giọng bà tương đối ôn hòa nhưng lại có vẻ uy nghiêm như có như không. Vâng, thương mai đáp. Hoàng Thái Hậu nhìn cô, ai ra nghe nói phụ thân và mẫu thân người đã hòa ly, mẫu thân người vẫn ổn chứ? Tạ Thái Hậu quan tâm, mẫu thân vẫn rất tốt ạ. À? hoàng thái hậu ừm một tiếng bây giờ bà ấy đã được phong làm huyện chúa lại có lương thực của triều đình rời xa phụ thân ngươi cũng không phải sợ vẫn có thể sống cuộc sống của mình không cần nghĩ đến việc tái hôn nữa tái hôn sẽ không được tự do thương mai ngạc nhiên ngẩng đầu nghe lời này của hoàng thái hậu dường như còn có ẩn ý khác hoàng thái hậu cười nhẹ ngươi là một cô nương thông minh biết ai ra đang nói gì thần nữ không hiểu thương mai lắc đầu lời này vẫn nên để Hoàng Thái Hậu nói rõ thì hơn, cô hiểu nhưng ý của Hoàng Thái Hậu mơ hồ, cô cũng không thể bày tỏ rõ ý kiến của mình. Cô không thể ngăn cản Liên Thị đi tìm hạnh phúc cho riêng mình. Hoàng Thái Hậu hơi không vui, người hiểu chỉ là đang giả vờ không hiểu thôi. An thân vương có ý với mẫu thân ngươi là điều hầu như mọi người đều biết, nhưng ai ra sẽ không cho phép chuyện này xảy ra. Thương Mai hỏi lại, Thái Hậu nương nương cho rằng mẫu thân ta không xứng với vương ra sao? Đây là một nguyên nhân, nguyên nhân thứ hai là người sắp gả cho A Khanh, A Khanh với lão nhị là huynh đệ, hai mẹ con gả cho hai anh em sẽ làm dối tung vai với các thế hệ. Người đã từng nghĩ tới chưa? Hoàng Thái Hậu cao giọng hơn chút, có phần lạnh lùng. Đúng là thương mai chưa nghĩ đến vấn đề này bao giờ, nhưng nếu vì vấn đề vai vế mà mẫu thân và an thân vương bỏ lỡ hạnh phúc cả đời thì thật ngu ngốc. Nhưng cô không thể nói vậy trước mặt Hoàng Thái Hậu có rất nhiều việc nằm ngoài tầm kiểm soát của thần nữ thương mai trả lời. Hiển nhiên Hoàng Thái Hậu rất thất vọng về cô, bà bắt đầu uy hiếp, được, nếu ngươi không khuyên mẫu thân ngươi thì ai ra sẽ không ra thánh chỉ ban hôn được. Thương mai ngẩng đầu, nói một cách quật cường, Hoàng Thái Hậu, nếu thần nữ gả cho vương ra mà liên lụy đến mẫu thân và an thân vương thì thần nữ thả mong Hoàng Thái Hậu không hạ chỉ. Ngươi, Hoàng Thái Hậu cực kỳ tức giận, ngươi có thái độ gì thế hả? Muốn uy hiếp ai ra sao? Ngươi cho rằng nga khanh không cưới ngươi thì không cưới người khác được chắc? Thương Mai quỳ xuống, lắc đầu nói không. Thân nữ không muốn uy hiếp ai cả, cũng không dám uy hiếp người. Nhưng thân nữ thật sự không muốn vì mình mà hy sinh hạnh phúc của mẫu thân và an thân vương. Mặc dù chưa chắc họ đã đến được với nhau, nhưng thân nữ không muốn khuyên họ. Mọi thứ chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Hơn nữa, cô ngẩng đầu, nhìn thẳng vào hoàng thái hậu. Trong lòng thân nữ rất mong mẫu thân được hạnh phúc nói bậy bạt hoàng thái hậu nghiêm giọng ai ra cho ngươi một cơ hội nữa rút lại lời nói vừa rồi nếu không ai ra sẽ không hạ thánh chỉ thương mai mở miệng vừa định nói thì hoàng thái hậu lại nghiêm nghị nói tiếp tốt nhất ngươi hãy suy nghĩ kỹ trước khi trả lời ai ra hạnh phúc đời này của ngươi cùng với danh tiếng hiện tại của ngươi đừng nói là gả cho nhiếp chính vương dù là các công tử khác của gia đình giàu có trong kinh thành đều không thèm lấy ngươi cho nên đây là cơ hội duy nhất của ngươi rồi giọng điệu thương mai cứng rắn, thân nữ thà rằng cả đời này không gả đi, cũng sẽ không thuyết phục mẫu thân. Hoàng Thái Hậu lạnh lùng đứng dậy, người đâu, tiễn đại tiểu thư hạ ra khỏi cung. Thương mai dập đầu, thần nữ cáo lui. chương 217, bị đuổi về. Sau khi thương mai đi, Hoàng Thái Hậu nhìn bóng lưng cô khẽ cười. Tôn công công mỉm cười đi lên phía trước, Thái Hậu, không nhìn lầm người nhỉ, vị đại tiểu thư này vừa có nguyên tắc, vừa không ích kỷ. Hoàng Thái Hậu ừ một tiếng, Thái Hoàng Thái Hậu nhìn người rất chuẩn, nàng tranh đấu với tướng phủ, ai ra thấy vốn tưởng nàng là cô gái hết sức độc ác, không ngờ, nàng vẫn tình cảm như vậy, hạ thừa tướng đã sinh được một đứa con gái tốt, chỉ tiếc, ông ta lại không biết quý trọng. Đúng vậy tôn công công mặt mày hớn hở, bây giờ, người đã đuổi người ta đi, lát nữa vương ra tới, người sẽ người bàn giao như thế nào? Thái hậu nghiêm mặt, cứng rắn, ai ra còn phải bàn giao cái gì? tuy ai ra hài lòng về nàng, nhưng mà nàng không hề nể mặt ai ra, ai ra đuổi nàng đi thì sao chứ? Tôn công công cười nhạo nói, hài lòng là được, còn dở tính trẻ con làm gì chứ? Dài dòng, mau đi thảo ý chỉ đi, ai ra nhận con dâu này rồi Hoàng Thái Hậu vui mừng nói. Bà ngừng một chút, rồi nhíu mày, nhưng lời vừa nãy cũng không phải không có lý, Liên Thúy Ngữ là mẫu thân hạ thương mai, nên nếu nàng và An Thân Vương thật ở bên nhau tức là rối loạn vai vế, lão Tổ Tông cũng đã chỉ rõ rồi. Nhưng lão Tổ Tông cũng từng nói, nhưng mà, ngôn từ có chút. Tôn công công khó xử liếc nhìn Hoàng Thái Hậu. Người cứ nói thẳng, ai ra còn không biết giọng điệu nói chuyện của bà ấy sao. Tôn công công đáp vâng, nguyên bản lời của bà ấy là thế này, một đám đầu đất, đến lúc đó giết chết liên thúy ngữ, rồi vất lên trên núi, hạ thương mai sẽ kế thừa tất cả gia tài và thực ấp của đan thanh huyện chúa. Sau đó, tên lão nhì kia đau lòng quá độ, thất vọng rời khỏi kinh thành, rồi vào trong núi đào thi thể của Liên Thúy Ngữ, cao chạy xa bay, thì làm gì còn có ai đàm tiếu nữa, dù có đàm tiếu cũng là miệng lưỡi của người ngoài, chẳng liên quan gì đến mình, mình vui vẻ là được rồi. Thái hậu nhìn ông ta, ai ra không tin đây là nguyên bản lời của bà ấy, chắc chắn người đã lược bớt rồi. Tôn công công che miệng cười trộm, có những lời thô tục, nô tài không dám nói. Thái hậu không khỏi nở nụ cười, đúng vậy, ngày xưa khi trong cung, bà ấy đã nói như vậy, nhưng ngươi hãy tìm người nhắc nhở liên thị, dù lão tổ tông có ý như vậy, nhưng nhà ai ra không muốn gặp, ai ra chắc chắn sẽ tìm vợ cho lão nhị, kiếp này bọn họ không duyên không phận, không nên cưỡng cầu. Gió, tôn công công đáp, sau khi mộ dung khanh trở về, Hoàng Thái Hậu đã đi vào, tôn công công chờ hắn ở cửa, vừa gặp hắn đã lập tức truyền ý chỉ, lại nói khẽ đại tiểu thư bị Hoàng Thái Hậu đuổi đi rồi. Mộ Dung Khanh hơi ngơ ngác, đuổi đi rồi. Không sao, Thái hậu không tức giận, chỉ cố ý thăm dò nàng một chút tôn công công kể lại đầu đuôi cho mộ dung khanh. Mộ dung khanh không khỏi bật cười, cất kỹ ý chỉ, vậy phiền công công thông báo với mẫu hậu một tiếng, bản vương xuất cung rồi. Bị đuổi khỏi hoàng cung, trong lòng thương mai rất buồn dâu, không phải vì hôm nay không được tứ hôn. Mà là Hoàng Thái Hậu phản đối mẫu thân và an thân vương như vậy thì dù mẫu thân và an thân vương thật muốn ở bên nhau, e là sẽ gặp nhiều trở ngại. Hơn nữa, nếu mẫu thân biết được tâm tư của Hoàng thái hậu, e cũng không bằng lòng bước đến bước này. Chỉ mong việc tốt thường hay gặp trắc trở, sau khi vượt qua vẫn có kết cục tốt. Không có xe ngựa, cô đành đi bộ trở về. Cổ đại này có điểm không tốt chính là thông tin cơ bản dựa vào truyền miệng, giao thông cơ bản dựa vào di chuyển. Cô không lo lắng việc mình có thể trở thành Nhiếp chính Vương phi hay không, cô muốn gả cho Mộ Dung Khanh cũng không phải vì cái danh hiệu Nhiếp chính Vương phi đó ngược lại phía quý thái phi vẫn luôn là mối họa lớn trong lòng cô. Bà ta rất hận cô, tất nhiên, cô cũng hận bà ta, cô còn chưa hào phóng đến mức sẽ tha thứ cho kẻ đã từng sát hại mình. Nếu là người ngoài, cô sẽ không hề do dự trả đúa, nhưng người đó lại là mẫu thân của mộ dung khanh, cô thật khó xử. Trước nay, cô là người có thù tất báo, hơn nữa, cục tức này dù thế nào cô cũng không nuốt trôi được. Vô cùng khó xử. Cô đi ước chừng hai dặm thì xe ngựa của mộ dung khanh đã đuổi tới. Lên nào, mộ dung khanh nghiêm mặt nói. Thương Mai lập tức lên xe, nhìn vẻ mặt tái xanh của hắn, bĩu môi, ta biết người trách ta đắc tội Hoàng Thái Hậu, nhưng có một số việc ta không thể thỏa hiệp. Vậy nàng thà không gả cho bản vương ư, mộ dung khanh nhìn cô chăm chăm hỏi. Ta không có ý tứ này, chỉ là, vừa rồi, khi chống đối Hoàng Thái Hậu, cô không nghĩ tới hắn có thể tức giận vì vấn đề này hay không, chúng ta còn trẻ, hay là, để tìm hiểu thêm một hai năm đã. Tìm hiểu, mẫu hậu vừa nói, ngày mai sẽ lập tức tuyển phi cho bản vương, năm nay nhất định phải cưới được nhiếp chính vương phi mộ dung khanh hờ hững nói. Thương mai ô một tiếng, vội như vậy sao? Trong lòng cô cảm thấy hơi chua sót, xem ra, vừa nãy mình quá lỗ máng, có lẽ sau khi giữ được nguyên tắc, nên ăn nói khéo léo một chút. Không sai, Bây giờ nàng quay về nói với mẫu hậu là nàng sẽ thuyết phục mẫu thân nàng không qua lại với hoàng huynh nữ, như vậy mẫu hậu sẽ lập tức hạ chỉ tứ hôn cho chúng ta. Mộ Dung Khanh nói, thương mai trầm mặc một chút, người biết ta không thể nói như vậy, dù người không đau lòng hoàng huynh của người thì ta vẫn đau lòng mẫu thân của ta. Cho nên nạc thà từ bỏ bản vương, để bản vương đi cưới cô gái khác sao. Mộ Dung Khanh cao giọng thương mai lại trầm mặc một chút, nhỏ giọng nói ta cảm thấy người có thể nói với hoàng thái hậu ví dụ như người sẽ không cưới ai ngoài ta không có ta người sẽ chết v v mộ dung khanh vốn đã có chút giận dỗi nghe vậy không khỏi nhìn cô cười nhạo sao nàng có thể mặt dày vô sỉ như vậy còn không có nàng sẽ chết sao không thấy nàng không có bản vương sẽ chết chứ thương mai kéo ống tay áo của hắn nếu hoàng thái hậu quan tâm sống chết của ta ta sẽ nói nhưng rõ ràng bây giờ bà ấy không hề quan tâm sống chết của ta mà là quan tâm a à, người giấu cái gì trong tay áo thế một cây gậy thật lớn thương mai lập tức rút lấy mở nó ra tứ hôn mộ dung khanh vươn tay giành lại nhanh chóng cuốn lại thả vào trong tay áo không sai ý chỉ tứ hôn cho lương vương và ý nhi bảo bản vương đến tuyên đọc nếu như hôm nay nàng hợp tác thì ý chỉ này chính là hôn sự của chúng ta ý nhi ý trung nhân của lương vương sao Thương Mai nhớ tới lúc Lương Vương hôn mê, từng gọi tên một người, hình như gọi là Ngọc Nhi hay như Nhi gì đó, thì ra ý trung nhân của Lương Vương gọi là ý Nhi. Quan tâm người bên ngoài nhiều như vậy làm gì? Nàng chỉ quan tâm bản thân là được rồi, còn nữa bản vương lập tức phải cử hành lễ hội tuyển phi, bản thân nàng hãy suy nghĩ xem làm thế nào đi mộ dung khanh hừ lạnh một tiếng nói. Thương Mai vẻ mặt buồn bã nhìn hắn, vương ra có cách gì? Mộ dung khanh lạnh lùng thốt lên, bản vương có thể có cách gì? tất cả đều do nàng thương mai gục đầu xuống chán nản nói chúc vương ra tuyển phi thuận lợi hạ thương mai mộ dung khanh gầm lên thương mai vén rèm lên đến tướng phủ rồi nàng nhảy xuống xe ngựa quay đầu làm mặt quỷ với mộ dung khanh vương ra ta đã nhìn thấy phía trên ý chỉ viết tên ta và người đó ý chỉ tứ hôn của chúng ta nói xong nàng bật cười bước nhanh vào mộ dung khanh giận dữ nghiến răng nghiến lợi nói một ngày nào đó bản vương phải đánh nàng một trận như tử. Lái xe lấy ra mũ, lại là nghiêm vinh, vương ra, rèn sắt khi còn nóng, ngài hãy đi ngay thôi, vẫn đuổi kịp, thuộc hạ cũng rất muốn nhìn xem người đánh như thế nào. Nhiều chuyện, người bị người ta cắn hở, đánh xe của ngươi đi mộ dung khanh khẽ nói. Đi ngoại ô sao, nghiêm vinh hỏi. Vẻ mặt mộ dung khanh xâm xuống, đúng vậy, đi ngoại ô. chương 218, thiếp gia quan. Nhiếp chính vương phủ trong đình yên tĩnh, quý thái phi ở trong sân. Tư trúc cô cô bưng trà từ hành lang phía trước đi tới, thì gặp lạc thủy thị nữ thân cận của thái phi vội vã đi ra ngoài. Lạc thủy, sao lại đi vội vã như vậy? Tư trúc cô cô hỏi. Lạc thủy đáp, quý thái phi bảo nô tỳ đi hẹn gặp lão phu nhân của tướng phủ. Tư trúc cô cô khẽ giật mình, con người có chút u ám, đi đi. Lạc thủy vội đi. Tư trúc cô cô bưng trà, trầm mặc một lúc lâu, xoay người lại, sau một lúc lâu lại bưng trà đi vào, chỉ là lần này có trà nhiều thêm một chén. Đúng lúc gia thân A Phúc nói xong với quý Thái Phi, thấy tư chúc cô cô đến, lập tức đi ra. Quý Thái Phi nửa nằm trên giường, hít mắt, tư trúc cô cô đặt trà lên bàn trà, khẽ hỏi đầu người vẫn rất đau sao. Ừm quý Thái Phi chợt mở to mắt, tức giận nói tại sao, mọi người dưới gầm trời này đều phụ ai ra. Rốt cuộc ai ra có điểm nào không bằng nàng ta. Tư Trúc cô cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh bà ta, lau chán cho bà ta, bây giờ không ai bắt nạt người, như vậy không tốt sao. Trong phủ này, người muốn sống thế nào thì sống, vị trí Hoàng Thái Hậu có quan trọng như vậy không? E là ở chỗ cao sẽ không tránh được lạnh lẽo. Quý Thái Phi hất tay nàng xuống, nhìn nàng chằm chằm, Tư Trúc, người thay đổi rồi. Tư Trúc cô cô cười gượng, có lẽ nô tì già rồi, cảm thấy tranh đấu cũng không có ý nghĩa gì, con người đến cuối cùng cũng chỉ có một kết cục, Đúng vậy, nhưng quá trình nhất định phải sáng chói, trước kia ngươi rất ủng hộ ai ra đi tranh. Tư Trúc cô cô nhẹ nhàng thở dài, đúng vậy, đó là vì trước kia người muốn tranh, tất nhiên nô tỳ sẽ dốc hết khả năng để giúp người. Nhưng từ khi người ra tay với vương gia, nô tỳ đã biết, việc tranh giành này cuối cùng sẽ hại mình hại người, không được ích lợi gì. Dù thật có một ngày, người ngồi ở ngai hoàng thái hậu, nhưng người sẽ không có người thân nữa, người vui vẻ sao? Tư Trúc người thật to gan, quý thái phi lạnh lùng nói. Nô tỳ vốn không nên nói ra những lời này, có lẽ trước kia nô tỳ cũng đã sai lầm, luôn giúp người thực hiện ước mơ này, nhưng trước kia hầu hết đều chỉ là trò lừa gạt ở hậu cung, chưa từng động đao thật sự, mà lần này, người vừa ra tay đã muốn lấy mạng vương ra rồi, vậy người thân của người thì sao, người còn nhớ thời niên thiếu của hàn. Quý thái phi ngắt lời, tức giận nói, ai ra chẳng nhớ rõ cái gì hết, cũng không cần ngươi nhắc chuyện trước kia với ai ra, Tay tư chúc cô cô lại dừng trên trán bà ta một chút, rồi khẽ nhấn xuống, buồn bã cười, vâng, nếu người không thích nghe, nô tỳ không nói nữa. Quý thái phi ngồi xuống, nhìn khay trà trên bàn trà, sao lại có hai cái chén. Một chén là trà hoa cúc kỳ tử, một chén là trà long tỉnh đầu năm nay vương ra đưa tới trước khi mưa, lần cuối cùng người. Ánh mắt tư chúc cô cô có vẻ hoảng hốt. Quý thái phi nhấc cái nắp, nhìn chén long tỉnh một chút, rồi bất ngờ căm hận đập xuống đất, cái chén vỡ vụn, nước trà và lá trà cùng đổ xuống, nước trà xanh lét chảy dọc theo khe hở sàn nhà, uốn lượn ngoằn ngoèo tạo thành những vết nứt loang lổ. Khuôn mặt tư chúc cô cô bi thương, hai giọt nước mắt từ khóe mắt trượt xuống, nàng nhín thở, nhìn quý thái phi câm lấy trà kỳ tử. Quý thái phi bưng trà đến bên môi, thổi một cái, nhìn như sắp uống. Tư chúc cô cô không dám thở mạnh, tim đập rất nhanh, trong đầu hiện lên rất nhiều ký ức, quý thái phi có thể quên những ký ức đó nhưng nàng không quên được quý thái phi chậm rãi uống một hớp rồi nhìn tư trúc cô cô sau đó ánh mắt dần trở nên thất vọng phun trà trong miệng ra rồi đập chén xuống đất tư trúc cô cô cả người run rẩy quỳ trên mặt đất mặt mày tái mét nếu khi ai ra uống vào mà ngươi ngăn ai ra lại thì ai ra còn có thể tha cho ngươi ít nhất còn biết ngươi nhớ tình nghĩa với ai ra nhưng ngươi thật độc ác muốn giết chết ai ra tư trúc tư trúc ngươi nói ai ra còn có thể tha cho ngươi sao người biết rồi ư bờ môi tư trúc run rẩy nhưng ánh mắt lại không hề hoảng hốt mà lại có vẻ thản nhiên ánh mắt quý thái phi phẫn nộ nghiêm nghị nói từ ngày ngươi giải thích cho nó ai ra đã bắt đầu lưu tâm sai người dám sát ngươi vừa nãy ngươi ở bên ngoài hỏi lạc vỉ, sau đó bưng trà trở về a à phúc lập tức đi theo ngươi trước khi ngươi quay lại a à phúc đã thông báo cho ai ra tư trúc ngươi khiến ai ra quá thất vọng quá đau lòng ánh mắt tư trúc cô cô bình tĩnh nếu đã như vậy Thái Phi xử trí nô tỳ thế nào cũng được. Quý Thái Phi đứng dậy, váy dài quét đất, váy áo quét qua nước trà, dính cho bụi, bà ta quay lưng về phía tư trúc, giọng điệu không giấu được đau xót và thất vọng, trước khi ngươi chết, ai ra sẽ để cho ngươi làm nghĩa mẫu A Khanh, cũng coi như thành toàn cho tấm lòng của ngươi đối với nó. Sắc mặt tư trúc đại biến, không, không, nô tỳ không có phúc đức này. Quý Thái Phi quay người lại nhìn nàng, sau đó chậm rãi ngồi xuống, dìu nàng, âm thanh hết sức dịu dàng, ngươi xứng đáng, từ nhỏ nó đã thân thiết với ngươi, khi trong cung, hoặc là theo ngươi, hoặc là theo nàng, người mẫu thân thân sinh như ai ra không bằng các ngươi. Bây giờ A Khanh gọi nàng một tiếng mẫu hậu, nhưng ngươi vẫn chỉ là thân phận nô tỳ, điều này làm sao xứng với ngươi. Ngươi là nghĩa mẫu của nó, thì sau khi ngươi chết đi nó sẽ túc trực bên linh cứu của ngươi, túc trực bên linh cứu cha mẹ ruột ba năm, túc trực bên linh cứu nghĩa mẫu ngươi một năm, đủ để biểu đạt niêm thương nhớ của nó đối với ngươi rồi. Không, không, vẻ mặt tư chúc cô cô thảm thiết, xin Thái Phi đừng làm như vậy, nô tỳ không muốn làm chậm trễ vương ra, không muốn. Đừng ngốc như vậy, dù ngươi không làm nghĩa mẫu của nó, thì sau khi ngươi chết nó vẫn sẽ túc trực bên linh cứu ngươi, ai ra chỉ giúp nó một chút, để nó túc trực một cách danh chính ngôn thuận mà thôi. Tư chúc cô cô sụi lơ trên mặt đất, che mặt khóc giống lên. Quý Thái Phi chậm rãi ngồi xuống, nhìn những vệt nước trên mặt đất châm chọc nở nụ cười hai chén trà này nếu ai ra chọn long tỉnh thì không độc có phải ngươi cũng đang thăm dò ai ra hay không tư trúc người thật ngốc người thăm dò làm gì không phải ai ra không nhớ tình nghĩa mẹ con mà là ai ra bất đắc dĩ tất cả đều do nó ép ai ra biết không người pha hai chén trà này là đang dối mình dối người ngày đó khi ai ra ra tay độc ác với nó thì đã không còn đường để rút lui người thăm dò dư thừa rồi quý thái phi nửa nằm trên giường quý phi vẻ mặt thẫn thờ phân phó người đâu ngoài cửa hai thị vệ đi vào chắp tay nói quý thái phi quý thái phi cũng không nhìn tư trúc cô cô một cái giọng điệu lạnh lùng phân phó dẫn đi thiếp gia quan tư trúc cô cô quỳ trên mặt đất dập đầu với bà ta ba cái buồn bã rơi lệ nô tỉ bái biệt quý thái phi thiếp gia quan là một loại hình phạt xử trí cung nữ phi tử trong cung tử hình trói chặt tứ chi người bị hành hình, thấm ướt giấy phủ từng tờ từng tờ lên mặt, theo trang giấy dày thêm, người sẽ ngạt thở mà chết, bởi vì quá trình dài dằng dặc, nên kiểu chết này sẽ khiến người chịu hình hết sức thống khổ. Thị vệ kéo Tư Chúc cô cô xuống dưới, ra thân A Phúc ngay ở cổng, lạnh lùng nói với nàng, người hết sức không nên phản bội chủ tử. Tư Chúc cô cô lắc đầu, sẽ có một ngày người phải hối hận. A Phúc lắc đầu, không, ta mãi mãi không hối hận chương 219, Nghĩa mẫu của nhiếp chính vương. Tư trúc cô cô bị kéo vào trong phòng tối, thị vệ cột chặt bà ta lên giường gõ. Tư trúc cô cô cầu xin thị vệ, cầu xin ngươi chuyển lời với vương ra dùm ta, cứ nói tư trúc cô cô không phải chết vì hắn mà chỉ là mệt rồi, không muốn sống nữa. Bà ta biết, quý thái phi chắc chắn sẽ nói với vương ra, bà ta vì hắn mà chết. Bà ta không muốn vương ra hổ thẹn, không muốn hẳn khó chịu. Đời này, bà ta đã làm sai rất nhiều chuyện, bà ta đáng nhận kết cục ngày hôm nay, bà ta chỉ muốn làm chút gì đó cho đứa bé mỉm cười tâu tết mà bà ta đã từng ôm trong lòng. Tuy một chút việc cuối cùng này đã thất bại nhưng bà ta lại không muốn vương ra có bất kỳ gánh nặng gì. Cùng lúc đó, Quý Thái phi lại vào cung lần nữa thỉnh tấu Minh Hoàng Thái Hậu cho phép trên ngọc điệp của nội phủ Hoàng gia viết rõ, mộ dung khanh có một nghĩa mẫu, người đó chính là Tư Trúc Cô Cô. Hoàng Thái Hậu biết được Tư Trúc luôn cưng chiêu mộ dung khanh, cũng biết quý thái phi rất dựa dẫm vào tư trúc cô cô. Bà cho rằng đây là điều kiện trao đổi của quý thái phi, liền chuẩn tấu phá lệ cho nội phủ thêm vào một hàng tư trúc cô cô là nghĩa mẫu của mộ dung khanh trên ngọc điệp. Từ khi triều đại Chu khai quốc cho tới nay, đây là tiên lệ một nô tỳ được viết tên lên ngọc điệp của hoàng gia. Hoàng thái hậu cảm thấy tư trúc xứng đáng nhận được vinh dự đặc biệt này, nếu chuyện này có thể ổn định được lòng của quý thái phi, bà ta cũng không để ý nhưng làm thế nào bà ta cũng không nghĩ tới nữ tử đầu tiên có vinh dự trong triều đại chu này lại chết trong phủ nhiếp chính vương. Ngày hôm đó Mộ Dung Khanh trở về, Quý Thái Phi liên sai người báo cho hắn biết, tư trúc cô cô đã là nghĩa mẫu của hắn, hơn nữa bà ta đã vào cung thỉnh tấu rồi. Mộ Dung Khanh cảm thấy không quan trọng bởi vì hắn cũng rất kính trọng tư trúc cô cô. Tiêu Thác và Tô Thanh trở về cùng lúc với hắn, vẻ mặt ba người đều khá chán nản bởi vì tình hình của Vương Du rất tệ, tuy đã sử dụng mê châm khiến hắn ta ngủ mê nhưng hắn ta lại không ăn uống được, không thể gắng gượng được nữa. Trước khi trở về bọn họ cũng đi một chuyến đến tướng phủ tìm Thương Mai. Thương Mai đề nghị tăng thêm thành phần thuốc mê, trong lúc hắn ta mê man thì cố gắng rót nước canh vào miệng hắn ta. Mộ dung khanh cho người đi làm nhưng trong lòng mọi người đều biết, làm như vậy chỉ để kéo dài thời gian chứ hoàn toàn không có tác dụng gì đối với bệnh tình của hắn ta. Hôm nay bản vương đã đi gặp hoàng thượng sau khi ngồi xuống mộ dung khanh liên nói với tô thanh và tiêu thác hai người ngạc nhiên thật sao trước đó bọn họ đã âm thầm suy đoán có thể hoàng thượng đã băng hà nhưng hoàng thái hậu ân chuẩn cho hắn vào gặp hoàng thượng điều này có ý nghĩa là hoàng thượng vẫn còn sống đúng vậy vẻ mặt mộ dung khanh nghiêm túc nói tình trạng của hoàng thượng thế nào rồi tô thanh hỏi hôm nay đã tỉnh lại mộ dung khanh nhớ tới hôm nay lúc đi hi vi cung gặp hoàng thượng cuối cùng hắn cũng hiếu ra tại sao Hoàng Thái Hậu không cho phép bất cứ ai đi gặp Hoàng thượng rồi, tình hình không tốt lắm nhưng cũng nói được với bản vương vài câu. Hoàng thượng đã nói gì? Cũng không nói gì, chỉ là hỏi thăm một chút tình hình trong chiều, tinh thần của ngài ấy không tốt, cũng chỉ có thể nghe bản vương nói. Mộ Dung Khanh uống một hớp trà rồi trả lời. Tô Thanh hỏi, có thế để hạ tiểu thư đi trị bệnh cho Hoàng thượng không? Không, Mộ Dung Khanh từ chối, không cần, Tô Thanh và Tiêu Thác nước mắt nhìn nhau, cả hai đều có vẻ khó hiểu. Quên đi, các ngươi trở về đi thôi. Bản vương còn chút việc phải suy nghĩ một chút. Người không đi gặp gỡ từ chúc cô cô sao? Bây giờ bà ta là nghĩa mẫu của ngươi rồi đấy. Tiêu Thác hỏi. Hôm nay bổn vương sẽ không đi. Trong lòng bổn vương rất buồn phiền, không muốn bà ấy lo lắng. Sáng sớm mai ta sẽ đi thỉnh an bà ấy. Ngươi là sợ nhìn thấy quý thái phi chứ gì? lúc này chắc chắn bà ấy đang hầu hạ bên cạnh quý thái phi rồi sáng sớm ngày mai bà ấy sẽ đi ra hoa viên cắt hoa người muốn gặp bà ấy vào lúc đó đúng không tô thanh vạch trần suy nghĩ của mộ dung khanh người có phiên không mộ dung khanh không vui liếc nhìn bọn họ tiêu thác xoay người rời đi ta đúng là hơi phiên tối nay ta sẽ không ăn cơm với các ngươi ta đã hẹn trần loan loan rồi a à, tô thanh kéo hắn ta lại hôm qua ngươi mới về kinh hôm nay đã hẹn nàng ta rồi à Ngươi không phải là. Đoán mò gì thế, ta là muốn giới thiệu nam nhân cho nàng ta." Tiêu Thác nói xong sau đó tự đi làm chuyện của mình. Ta cũng đi, dẫn ta theo với." Tô Thanh vội vã đuổi theo. Đáy mắt Tiêu Thác lóe lên vẻ đắc ý, "Không sai, ta chính là muốn ngươi đi theo." Tô Thanh nào ngờ thẳng thắn như Tiêu Thác lại cũng có lúc nổi lên ý nghĩ xấu. Quay lại chủ đề chính, hôm nay Du Ma Ma cũng vào cung gặp hoàng hậu. Hạ Thương Mai có nói tới bệnh tình của Lương Vương không?" Hoàng hậu hỏi. "Du ma ma nói, bẩm Hoàng hậu nương nương, mỗi khi đại tiểu thư đi trị bệnh cho Điện hạ trở về đều nói hôm nay bệnh tình của Điện hạ tiến triển tốt thế nào. Cho nên, đại tiểu thư nói muốn chuẩn bị chữa trị chân cho Điện hạ." Nàng ta có nắm chắc không? Bản cung chưa bao giờ tin tưởng nàng ta lắm. Ban đầu, Hoàng hậu đặt tất cả hy vọng vào Thương Mai, nhưng sau một thời yên ắng, bà ta cảm thấy đặt niềm tin như vậy là rất hoang đường hơn nữa không nói đến bệnh tật chỉ nói đến đôi chân bị thương kia thôi lương vương đã không đi lại bao nhiêu năm trừ ngự y trong cung gia hoàng hậu cũng đã từng tìm đến những thần y trong dân gian để chữa trị cho hắn ta nhưng cũng không trị hết nàng ta sẽ trị khỏi sao suma ma kính thần trả lời nói đại tiểu thư nói bị thương ở chân là bệnh cũ nếu muốn chữa trị phải tốn rất nhiều công sức nhưng cũng không phải là không chữa trị được hoàng hậu nghe đến đó thoáng an tâm lại hỏi, gần đây tướng phủ rất âm tê, người có ý kiến gì với chuyện này không? Trong lòng du ma ma hơi hồi hộp, hoàng hậu nương nương hỏi như vậy chứng tỏ bà ta đã bắt đầu không tin tưởng mình rồi. Bấm hoàng hậu nương nương, nô tỳ ở tướng phủ rất ít khi hỏi đến những chuyện này, hạ đại tiểu thư cũng sẽ không sai khiến nô tỳ đi làm những chuyện khác, chỉ bảo nô tỳ ở bên cạnh hầu hạ mà thôi. Cho nên nô tỳ cũng không rõ những chuyện xảy ra trong phủ. Chỉ là Nô Tỳ cảm thấy cuộc đấu tranh giữa hai cha con bọn họ dường như là vô tận. Ngược lại Nô Tỳ hy vọng có thể lắng lại một chút, để đại tiểu thư chữa trị cho điện hạ trước, như vậy cho dù bọn họ có chiến đấu đến một mất một còn cũng không liên quan gì đến Nô Tỳ. Bà ta biết hoàng hậu nương nương muốn hỏi cách nghĩ của bà ta về chuyện này có nghĩa là bà ta cảm thấy ai đúng ai sai, còn phán đoán rốt cuộc bà ta đứng về phía ai. Vì thế bà ta phải duy trì thế trung lập, thậm chí khi cần thiết bà ta sẽ nói đại tiểu thư không đúng bởi vì hoàng hậu không quan tâm ai đúng ai sai, trong hậu cung luôn có rất nhiều người không cần quan tâm đúng sai, chỉ quan tâm đứng chỗ đứng của mình mà thôi. Hoàng hậu rất hài lòng với câu trả lời của Du Mama, tốt lắm, người ở trong phủ phải tìm mọi cách để bảo vệ hạ thương mai. Bồn cung cũng sẽ nói với phụ thân một tiếng, tạm thời không cần phối hợp với tướng phủ hãm hại hạ thương mai, đợi sau khi hạ thương mai trị khỏi cho lương vương thì hãy tính đến chuyện khác. Vâng, nô tỳ ghi nhớ, Su Ma Ma nói, ừm, um, đêm nay ngươi ở trong cung trước đi, bồn cung còn có một số việc muốn hỏi ngươi, lui xuống đi. Hoàng hậu nói, vâng, nô tỳ xin cáo lui, Su Ma Ma không người lui ra. Giọng nói lạnh lùng của hoàng hậu truyền tới từ sau lưng bà ta, Ngươi thường xuyên ở ngoài cung, tốt nhất nhớ rõ thân phận của mình, đừng để bị người khác mê hoặc. Su Ma Ma quay đầu lại, hơi ngạc nhiên nhìn hoàng hậu, nương nương, ý của ngài là hoàng hậu nhìn chằm chằm bà ta một lúc lâu, tự ngươi hiểu rõ. Dù ma ma giả vờ không rõ lắm, nương nương, có phải nô tỳ có chỗ nào làm không chu đáo không? Trước kia bởi vì thái tử và thái phó cũng có mặt ở đó, cho nên nô tỳ không biết ý của hoàng hậu nương nương, không ra tay giúp đỡ hạ thương mai, xin nương nương tha tội. Không sao rồi, người đi đi rốt cuộc hoàng hậu cũng phất tay bảo bà ta rời đi. chương 220, Hạt giống sáng sớm hôm sau phủ nhiếp chính vương treo đèn lông trắng. Trên cửa dán chữ điện màu trắng, đèn lông trắng cũng treo trên cống phủ. Mộ Dung Khanh rời giường lúc đang thay quần áo thì nghiêm vinh đi tới, châm giọng nói, vương ra, người trong phòng Thái Phi đến thông báo, nói đêm qua tư chúc cô cô chết bất đắc kỳ tử. Mộ Dung Khanh bỗng quay đầu lại, ngơ ngác hỏi, người nói cái gì? Nghiêm vinh buồn bã nói, hôm nay trời vừa sáng lúc thuộc hạ thức dậy, trong phủ cũng đã bắt đầu treo đèn lông trắng, hỏi ra mới biết hóa ra là đêm qua tư trúc cô cô bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử mộ dung dung lập tức mặc quần áo vào tông cửa sông ra chạy như bay về phía thanh ninh khác thi thể của tư trúc cô cô đặt trong sân quan tài đặt bên cạnh quý thái phi đứng kế bên tự tay lau mặt cho bà ta mộ dung khanh đứng chỗ cổng vào ngạc nhiên nhìn nữ tử cả đời yêu thương chiều chuộng hắn trong lòng dâng lên cảm giác quặn đau sen lẫn hối tiếc đêm qua hắn nên đến từng chuyện cũ xẹt lên trong đầu hắn, trước khi lương vương bị bệnh, hết thảy mọi thứ vẫn rất êm đẹp. Tuy cô cô đang hầu hạ mẫu phi nhưng phần lớn thời gian đều là chuẩn bị việc ăn mặc cho hẳn. Bà thường nói, chuyện mà vương gia của bà khiến bà không hài lòng nhất chính là đến tận bây giờ vương gia vẫn chưa thành thân. Quý thái phi thấy hắn đến rồi liền duỗi tay ra đuổi người bên cạnh đi, tiếp tục lau tay cho tư chúc cô cô, sau đó ngẩng đầu lên lộ ra nụ cười khác lạ nói, đến đây, dập đầu với bà ấy đi, bà ấy đã là nghĩa mẫu của ngươi. Mộ Dung Khanh cứng ngắc bước tới, khoảnh khắc khi ánh mắt của hắn chạm vào khuôn mặt của bà ta, đâu hắn như nổ tung. Hắn khó khăn ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm quý thái phi, người thực sự giết bà ấy. Hai mắt tư trúc cô cô trợn trừng, nhãn câu gần như vẫn còn sót lại sự vùng vẫy và hoảng sợ trước khi chết. Mặt mũi tím tái, xương tấy, môi tím ngắt là hiện tượng chết vì ngạt thở. Hắn xuất thân từ trong cung, nhìn thấy trên cổ không có dấu vết thì biết đây là hiện tượng nghẹt thở do hình phá thiếp gia quan gây ra. Quý Thái Phi nghe được lời này, chỉ cười chế giễu sau đó tiếp tục lau hai tay cho bà ta. Trên tay có dấu vết bị trói, vết bầm rất rõ, người giết bà ấy là người chứ không phải ai ra. Bà nói nhăng nói cuội gì đó, bà đúng là điên thật rồi, bà ấy đã theo bà nhiều năm như vậy, thế mà bà lại ra tay tàn nhẫn như thế. Mộ Dung Khanh nghiến răng nghiến lợi nói xong, sau đó bước lên kéo tay quý thái phi ra, lạnh lùng nói, bà cút ngay, bà không có tư cách đụng vào bà ta. Quý thái phi lảo đảo một bước, sau khi đứng vững thân thể liên cười ha ha, cười đến chảy nước mắt, nói hay lắm, bà ta đã theo ai ra nhiều năm nhưng không ngờ bà ta cũng có thể ra tay tàn nhẫn với ai ra như vậy. Tư trúc à, ai ra nói không hận ngươi là giả, cho dù ban cho ngươi cái chết, nhưng ai ra vẫn hận ngươi. Mộ Dung khanh nhìn bà ta chầm chầm, đáy mắt lóe lên ngọn lửa hừng hực, ánh mắt đó hiện lên sự ghê tởm và hận thù không thể nói ra. Nô Bộc A Phúc bước lên, khom người nói, vương ra, hôm qua tư chúc cô cô hạ độc quý Thái Phi, ý đồ sát hại quý Thái Phi, bị quý Thái Phi phát hiện, cho nên quý Thái Phi mới ban cho bà ta tội chết. Nói bậy, mộ dung khanh bỗng nổi giận đá vào người A Phúc, A Phúc bay ra xa hai trượt, thế nhưng gã ta vẫn chật vật bò lên, tiếp tục quỳ gối trước mặt mộ dung khanh, nói, không, nô tài lấy tính mạng xin thê, nô tài không hề nói dối ngươi còn nói bậy nữa bản vương sẽ chém ngươi mộ dung khanh giận dữ đến cực độ lại đá a phúc thêm một cái nữa a phúc không dám né tránh cố gắng chịu đựng đến nỗi khóe miệng dỉ máu quý thái phi lạnh lùng thốt lên gã ta không nói bậy quả thật tư trúc đã hạ độc ai ra ngươi có biết tại sao bà ta làm như vậy không mộ dung khanh nhìn chằm chằm khuôn mặt lạnh lùng thâm độc của bà ta trong lòng trùng xuống nhớ tới những gì tư trúc cô cô nói với hắn ngày hôm đó chẳng lẽ bắt đầu từ ngày hôm đó bà đã có ý định ra tay. Quý thái phi bỗng nhiên giận dữ, sắc bén nói, bà ta sợ người mẹ là ai ra ta sẽ tổn thương con trai ruột của mình, cho nên không tiếc giết ai ra, chấm dứt hậu hoạn. Bà ta là người hầu hạ bên cạnh ai ra nhiều năm, ai ra đối xử với bà ta như muội muội ruột của mình vậy mà bà ta lại vì ngươi mà muốn độc chết ai ra. Tay chân mộ Dung khanh lạnh léo nhìn người lẳng lặng nằm trên giường gỗ kia. Tình trạng chết của bà ta rất thê thảm nhưng bà ta lại vì hắn mà chết. Lão bộc A Phúc vẫn quỳ trước mặt hắn, nhếch miệng lên. Suốt cuộc tư chúc cô cô cũng chết rồi, sau này gã ta sẽ đứng bên cạnh quý thái phi, gã ta sẽ trở thành sủng thân của quý thái phi. Nhưng mà trước đó gã ta phải bày tỏ lòng trung thành với quý thái phi. Cho nên gã ta nói vương gia, trước khi chịu hình, tư chúc cô cô còn van xin thị vệ chuyển lời với vương gia. Bà ấy nói cái gì? Mộ dung khanh trên cao nhìn xuống, hai mắt đỏ bừng a phúc nói bà ta bảo thị vệ chuyển lời với vương gia rằng bà ta hy vọng ngài quân lâm thiên hạ mộ dung khanh hoàn toàn không tin lạnh lùng nói cút a phúc vân quỳ mãi không đi vương gia lời ấy hoàn toàn chính xác tư chúc cô cô là người mà nô tài vô cùng kính trọng bây giờ hài cốt của bà ấy ở đây nô tài sẽ không nói dối trước hài cốt của bà ấy tại sao bà ấy lại muốn hạ độc quý thái phi chính là vì muốn bảo vệ vương gia bà ấy thà rằng hy sinh mạng sống cũng muốn bảo toàn cho vương gia. Bà ta mong mỏi có một ngày vương gia có thể trở thành nhân trung long phượng. Người còn ăn nói linh tinh nữa bản vương sẽ giết người ngay lập tức. Ánh mắt mộ dung khanh lạnh lẽo, quay đầu lại ra lệnh, người đến, đưa thi thể của tư trúc cô cô ra ngoài. Đem sáu trúc cô cô thi thể di đi ra ngoài, đích thân ta sẽ tổ chức tang sự, phong tỏa thanh ninh các, không được bổn vương cho phép thì bất kỳ ai cũng không được ra vào. Quý Thái Phi lạnh lùng nói, mộ dung khanh, người dám giam lỏng ai ra. Mộ dung khanh cũng không nhìn bà ta, chỉ bước lên ôm lấy thi thể của tư trúc cô cô rồi nhanh chân rời đi. Thị vệ nhanh chóng phong tỏa, vây chặt thanh ninh các, cổng chính đóng lại, một số người rời đi, một số người ở lại canh giữ quý thái phi tát vào mặt A Phúc ngươi cho rằng hắn là kẻ ngốc sao. Tưởng rằng nói như vậy là có thể gạt được hắn sao. A Phúc quỳ trên mặt đất, lau vết máu trên khóe miệng, nói quý thái phi, bây giờ vương gia sẽ không tin tưởng, thế nhưng, sau khi hắn tỉnh táo lại, câu nói này sẽ giống một con sâu độc gặm nhấm trái tim hắn, nhắc nhở hắn ấy bất cứ khi nào, cũng tương đương với việc đang gieo một hạt giống vào lòng hắn. Không, hắn sẽ không, quý thái phi lắc đầu, mỉm cười thê lương, nếu hắn biết, ai ra sẽ không tốn hết tâm tư như vậy, bây giờ lão bát đã bị hắn đuổi ngoài, ai ra đã hoàn toàn hết hy vọng rồi. Quý Thái Phi, người không thể từ bỏ lúc này Nam Hoài người vẫn còn ngóng trông ngài triệu hồi hắn ta từ Nam Quốc về kinh đấy. Ngài còn nhớ trước đây đã nói gì không? Ngài nói chỉ cần còn một chút hy vọng, người tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc. Ngài thật sự cam lòng cả đời này đều dưới chướng Hoàng Thái Hậu sao? Đến lúc đó, vương gia đăng cơ, bà ta là mẫu hậu Hoàng Thái Hậu, người là thánh mẫu Hoàng Thái Hậu. Tuy danh phận vẫn có sự khác biệt nhưng ngài là mẹ ruột của vương gia, hết thảy mọi chuyện đều sẽ do ngài quyết định trái tim lạnh giá của quý thái phi được rót đầy hy vọng bởi mấy lời này của A Phúc. Đúng rồi đời này của bà ta chỉ có mỗi giấc mơ mẫu nghi thiên hạ như vậy, bà ta thật sự muốn từ bỏ sao? Không sai, A Phúc nói rất có lý, bà ta muốn đem hạt giống đăng cơ gieo vào lòng hắn từng chút một. Cho dù sau này hẳn và bà ta có bất hòa, nhưng bà ta là mẹ ruột của hắn, chắn chắn sẽ được phong là Hoàng Thái Hậu. Đã hẹn thời gian gặp mặt với lão phu nhân tướng phủ chưa? Quý thái phi thu lại biểu cảm hỏi. Lạc thủy đã hẹn xong rồi, ngày mai sẽ gặp mặt ở tụ hiền cư. Chương 221, đừng bỏ qua cho ông ta. Thương Mai cũng không biết chuyện của Vương phủ, hôm nay cô đến hộ bộ xin bạc, bên phía hộ bộ cũng không kéo dài thời gian, bởi vì ý chỉ sắc phong của huyện chúa Đan Thanh liên tiện thể ban cho một mảnh đất. Huyện chúa Đan Thanh có thể sử dụng mảnh đất này thế nhưng muốn xây dựng đệ phủ thì vẫn phải hỏi ý của Hoàng Thái Hậu hoặc nhiếp chính vương sau đó chờ phê chỉ thị hạ xuống. Hộ bộ không kéo dài thời gian, nói cho thương mai biết, trong vòng 3 ngày sẽ trình văn bản lên nghị sự phòng của nhiếp chính vương. Trước khi xây dựng đệ phủ, thương mai muốn cắt đứt liên hệ với tướng phủ. Hồ nhân tạo của tướng phủ núi liền tiền viện và hậu viện. Trong hồ còn xây dựng hòn giả sơn, hành lang uốn khúc, có thể đi thẳng từ tiên viện đến hậu viện. Điều này có nghĩa là ngay cả khi mặt đất bị phong tỏa thì người ta vẫn có thể đi qua từ hành lang trong hồ. Thương Mai đi nói với lão phu nhân chuyện này. Người nói cái gì, muốn dỡ bỏ hành lang uốn khúc và hòn giả sơn. Lão phu nhân nghe xong lời của Thương Mai thì giận dữ từ chối nói, không thể, lão thân sẽ không đồng ý. Các người xây dựng phủ đệ khác đã làm trái nguyên tắc rồi, hậu hoa viên vốn đã có nhã thất, lão thân có thể bảo Trần Nguyệt Nhung rời ra ngoài, các người sống trong nhã thất, còn nữa không được chặt rừng trúc. Thương Mai nói, lão phu nhân, ta không phải thương lượng với ngài, mà chỉ là đến báo cho ngài biết một tiếng. Có thể không dỡ bỏ hòn giả sơn nhưng bắt buộc phải phá bỏ hành lang trong hô. Ngài yên tâm, ta sẽ mời người đến đo đạc, sẽ không chiếm một tấc đất và hồ của tướng phủ đâu. Ngươi dám, lão phu nhân miệng hùng gan sứa, nếu ngươi dám phá bỏ hành lang uốn khúc, lão thân sẽ khiến các ngươi không thể nào đặt chân được ở hậu hoa viên. Thương Mai nhìn vẻ mặt tức giận cành hông của bà ta, xem ra đúng như lời của mộ dung khanh nói hành lang hòn giả sơn này đúng là phong thủy trận của bà ta. Thương Mai khẽ nói, lão phu nhân, làm người không thể hung hăng như vậy. Nơi đó không thuộc về các ngươi, ai mà không biết nói lời hung ác, nhưng bây giờ không phải là thời đại nói lời hung ác là có thể tùy ý làm bậy. Tướng phủ tùy tiện nhiều năm rồi, lão phu nhân ngài cũng ngang ngược nhiều năm rồi, đến hôm nay nên yên tĩnh lại thôi. Lão phu nhân xa sầm mặt nhìn cô, ý của ngươi nói bây giờ đã đến lúc hạ thương mai hung hăng, ngang ngược rồi sao? Đúng là ếch ngồi đáy giếng, ngươi chẳng qua là được nhiếp chính vương bảo vệ mà thôi. Ngươi thật sự cho rằng bản thân có thể không coi ai ra gì sao? Hạ thương mai đột nhiên nói, không dám, ta chỉ là lấy lại đô mà mẫu thân ta nên có được, cho dù đi đến đâu ta cũng là người có lý. Lão phu nhân nhẫn nhịn, rốt cuộc ngươi muốn thế nào? có phải người nhất định muốn đối nghịch với lão thân không? Hạ Thương Mai quả thực không thể tin được bà ta lại nói ra câu nói này. Lão phu nhân cho rằng ta đang đối nghịch với ngài sao? Chẳng lẽ không phải à? Mấy ngày nay chuyện như vậy còn ít sao? Hạ Thương Mai cười chế diễu nói, đúng đấy, ta hèn mọn, ta đối nghịch với các ngươi đấy. Là ta sau khi cầu xin các ngươi ép gả ta cho Lương Vương xong thì tự ta hủy bỏ hôn ước lại là ta đi tìm Hoàng Thái Hậu trong cung để phân biệt chuyện hủy bỏ hôn ước, ép thừa tướng và Nguyệt Nhung phu nhân phải vào cung tìm Hoàng Thái Hậu nói ra nguyên do, cũng lại là chính ta muốn tự thiêu mình trong đám lửa. Có phải lão phu nhân ngài có ý này không? Lão phu nhân vỗ bàn đứng dậy, hạ thương mai, người chớ làm càn. Phụ thân ngươi nuôi ngươi lớn từng này, cho ngươi ăn ngon mặc đẹp mà ngươi chẳng qua chỉ làm chút việc cho trong nhà cũng không được sao. Lương vương có có chỗ nào không xứng với ngươi? phụ thân ngươi vì lo nghĩ cho ngươi nên mới gả ngươi cho lương vương, ít nhất ngươi cũng là một vương phi. Sau khi gả qua đó ngươi không phải lo cái ăn cái mặc, vinh hoa phú quý cả đời. Tất cả những tranh chấp ngày hôm nay đều là do ngươi hủy bỏ hôn ước mà ra, ngươi chính là tội đồ của nhà họ hạ. Quả thật lương vương rất tốt nhưng suy tính của các ngươi là gì? Đừng nói suy nghĩ vì ta vĩ đại như vậy, nếu thật sự lo nghĩ cho ta thì sẽ không mặc kệ Trần Nguyệt Nhung và Thái tử Điện Hạ suýt chút nữ đánh chết ta trong viện. Lão phu nhân lạnh lùng nói, vậy ngươi đã chết rồi sao? Chết rồi mà còn có thể đứng đây kêu gào với lão thân sao? Ngày đó phụ thân ngươi vẫn luôn nhìn ngươi chằm chằm, nếu thật sự gặp nguy hiểm thì phụ thân ngươi đã đi ra cứu ngươi từ lâu rồi, đánh ngươi cũng là vì tốt cho ngươi mà thôi. Thương Mai đột nhiên mỉm cười nhìn chằm chằm lão phu nhân, đây đúng là lời nói không biết xấu hổ nhất mà ta đã từng nghe. Có một không hai, cô xoay người lạnh lùng nói, mặc kệ lão phu nhân có đồng ý hay không, hành lang này nhất định sẽ bị phá bỏ. Người dám, người dám không? Giọng nói của lão phu nhân truyền từ phía sau đến như bão táp, hạ thương mai chỉ giả vờ như không nghe thấy. Cô trở về hạ trí uyển, lấy bài vị của hạ thương mai từ trong ngăn kéo ra nhẹ nhàng lau chùi, rốt cuộc ta đã biết tại sao nỗi oán hận của ngươi vẫn không tan trong lòng ta. Bởi vì ngày đó người biết, cha ruột của người đứng cách đó không xa, nhìn thấy người bị người khác. Đánh đến chết, hạ thương mãi người yên tâm ta nhất định sẽ trả mối thủ đoạn mạng này giúp người. Có người đột nhiên giật mình, thương mai nhìn sang thì thấy liên thúy ngữ bước ra từ sau bức màn hạt châu, trên tay cầm một thớ vải gấm, nước mắt chảy ròng ròng trên mặt. Ta nhớ rõ bên trong có một thớt vải gấm, muốn lấy ra làm xiêm ý cho ngươi. Liên thúy ngữ lau khô nước mắt, đi tới nhìn bài vị trong tay thương mai nói, ta cũng không biết ngươi lại làm bài vị cho nàng ta đấy. Mẫu thân, thương mai để bài vị xuống xong nhìn vào mắt của bà ta nói, người thấy rồi. Ta có thể nhìn thấy, nhưng không còn rõ ràng như trước. Từ xa chỉ thấy một bóng người mơ hồ, từ sáng sớm ta đã nhìn thấy, muốn nói cho người biết, nhưng người đã tới hộ bộ rồi. Liên Thúy Ngữ nói, tình trạng mù loà của bà ấy vốn dĩ là do cục máu đông đè lên dây thần kinh mắt. Thương mai châm cứu cho bà ta hàng ngày, cục máu đông sẽ dần dần biến mất, thị lực cũng sẽ được khôi phục từng chút một. Ta không biết, thì ra ông ta đều luôn ở nơi đó nhìn Thương Mai bị đánh chết. Người nói Thương Mai oán hận không thôi, làm thế nào để biết được điều đó? Liên Thúy Ngữ nhìn cô hỏi, nước mắt vẫn nhòe nhòe. Thương Mai hơi im lặng một hồi, trong đầu ta vẫn còn lưu lại trí nhớ, tình cảm thậm chí ta còn thường xuyên cảm nhận được sự oán hận của nàng. Người còn có trí nhớ của nàng. Phần lớn trí nhớ đều có. Thương Mai nói. Liên Thúy Ngữ hơi chấn động. Nói như vậy, nàng có gì khác với thương mai trước kia? Có trí nhớ, có tình cảm giống nhau, đó còn là một người. Có thể nói là nhiều thêm một phần trí nhớ không biết đến từ đâu. Có lẽ cô hoàn toàn vẫn là thương mai chỉ vì vụ chúng độc kia đã khiến cô nhớ lại trí nhớ kiếp trước. Liên Thúy Ngữ vừa nghĩ như vậy trong lòng đã bắt đầu kích động. Có điều, rốt cuộc bà ấy cũng là người rất tỉnh táo. Suy nghĩ này cũng không tồn tại được lâu, bởi vì người trước mặt trừ trí nhớ và thân thể của Hạ Thương Mai ra thì không có chỗ nào giống nhau cả. Cho dù như vậy, bà ta cũng không thất vọng bởi vì cô có cùng đoạn trí nhớ với Thương Mai này. Thương Mai, Liên Thúy Ngữ bỗng nắm lấy tay cô, hứa với ta, không được bỏ qua cho ông ta. Ông ta đối xử với ta lạnh lùng ác độc cỡ nào đều là do ta ta đáng bị như vậy, do ta mù mắt. Nhưng ông ta không có quyền làm hại hạ thương mai. Mẫu thân, yên tâm đi, ta chưa hề nghĩ sẽ buông tha cho ông ta hết thảy những người đã từng làm hại hạ thương mai, ta đều sẽ không bỏ qua. Thương mai thề nói, mặc kệ là hạ thương mai trước đây hay là hạ thương mai bây giờ, ai đã từng bắt nạt cô thì đều phải trả giá đắt. chương 222, ta không cười. Nửa đêm, thương mai còn đang trằn trọc trên giường, không ngủ được. Lúc mới bắt đầu cuộc sống ở cổ đại, cô luôn thiếu ngủ, luôn mệt mỏi chạy đi chạy lại. Nhưng bây giờ từ từ đi vào quỹ đạo, cô lại bắt đầu mất ngủ, ký ức của nguyên chủ hạ thương mai vẫn luôn xông vào đầu óc cô lúc đêm khuya, xen lẫn vào thù hận của cô. Ngoài cửa sổ có tiếng động, cô bật dậy. Dù ma ma còn đang trong cung chưa quay về, tiểu khuyên đang hầu hạ trong phòng của mẹ, Đao lão đại không có lệnh sẽ không bước vào phòng trong, càng sẽ không đứng trước cửa phòng riêng của cô. Ai, thương mai cảnh giác hỏi. Nàng mở cửa ra, hoặc là bổn vương tông cửa vào. Ngoài cửa sổ vàng lên giọng nói trầm thấp thương mai ngẩn ra, là hắn, đêm hôm khuya khoát đến đây làm gì, hay là đã xảy ra chuyện gì rồi. Thương mai vội vàng mở cửa sổ, lùi ra sau, cô còn chưa đứng vững thì một bóng đen đã bao trùm lấy cô, cô cứ như thế mà bị cuốn vào một cái ôm áp rộng lớn, mùi rượu sộc vào mũi, kèm theo tiếng hít thở nặng nề áp lực của hẳn. Có chuyện gì thế, người uống rượu, trong lòng thương mai hoảng hốt, chưa bao giờ thấy hắn như thế này cả, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế đừng hỏi đừng nói gì hết hơi thở của hắn mang theo mùi rượu nồng nặc phả lên đỉnh đầu cô giọng nói vẫn mang theo vẻ áp lực không nói nên lời thương mai đoán thầm trong lòng chắc chắn đã xảy ra chuyện gì cô không hỏi nữa mà duỗi tay ôm lấy hắn vùi đầu vào ngực hắn chịu đựng không nói gì hắn thở rất gấp khắp người tràn đầy hơi thở đau thương cho dù hắn không nói gì thương mai vẫn có thể cảm nhận được cơ thể hắn đang nhuộm đầy vẻ bi thương cô rất sợ sợ đến không nói nên lời, dạo gần đây có quá nhiều chuyện tranh đấu thị phi vây quanh bọn họ, gần như mỗi ngày đều có tình huống mới. Cô thật sự không dám tưởng tượng, chuyện gì có thể làm hắn gần như sụp đổ thế này. Thật lâu sau, hắn mới buông nàng ra. Thương Mai nhìn gương mặt hắn, vô cùng tiêu tụy, môi khô nứt, người như mất hồn. Ta rót cho người ly nước, Thương Mai xoay người rót cho hắn một ly nước, nước đã lạnh ngắt, nhưng hắn vẫn uống cạn. Hắn cầm ly ngồi xuống, nhìn cô không đầu không đuôi nói một câu người phụ nữ từng yêu bổn vương nhất đã chết rồi thương mai chấn động không lẽ đang nói nhu nhi cô cũng đau lòng thay cho hắn nhưng lại không nghĩ được nên an ủi hắn như thế nào chỉ đành nói nén bi thương người chết không thể sống lại mộ dung khanh tựa lưng vào ghế điều chỉnh đến một tư thế thoải mái nhất nàng đi ngủ đi bổn vương ở chỗ này yên tĩnh một lúc phủ nhiếp chính vương đã làm hắn không thể thở nổi hắn không thể không trốn đi Ta ngồi cùng người, Thương Mai nói, chắc là hắn rất yêu cô nương gọi là Nhu Nhi kia đi. Tuy trong lòng có hơi đau đớn, nhưng mà bọn họ vẫn không thể nào tự quyết định hôn sự của bản thân, hắn cũng chưa bao giờ nói thích cô, từ trước đến giờ bọn họ cũng chỉ có thể dùng vui vẻ ở chung để hình dung thôi. Lúc trước cô cũng không biết hắn thích cô nương Nhu Nhi đến như thế, nếu biết, có lẽ sẽ thu lại chút tình cảm về. Bi thương lan tỏa khắp bầu không khí yên tĩnh, buồn bã không nói nên lời, hai người đều không nói gì mộ dung khanh nhắm mắt lại nhưng thương mai biết hắn vẫn chưa ngủ vì lông nghi của hắn vẫn luôn run rẩy trần hắn nổi đầy gân xanh có thể thấy đầu óc đang vận chuyển liên tục hơn nữa có lẽ bệnh đau đầu của hắn lại tái phát bởi vì hắn luôn vô thức nhíu mày lại thương mai đi qua duỗi tay xoa vùng giữa mày của hắn nói nhỏ thả lòng mọi chuyện sẽ tốt thôi hơi ấm ngón tay vẫn luôn xoa giữa mày rồi chạy đến huyệt thái dương rồi lại từ huyệt thái dương ấn khắp cả chán dưới ngón tay của cô, vẻ mặt của hắn cũng dần thả lỏng lại. Thật lâu sau, hắn nắm chặt tay cô, để cô đi đến trước mặt hắn, đôi mắt đầy đau đớn, giọng điệu tan vỡ, thương mai, hứa với ta, sau này cho dù gặp được chuyện gì thì cũng nhất định phải nghĩ đến chuyện sống sót đầu tiên. Thương mai gật đầu, ta biết, bây giờ mỗi một việc ta làm đều chỉ vì muốn sống tốt. Cho dù có thế sống tốt hay không, trước hết là cần phải sống, chỉ khi còn sống mới còn hy vọng. Mộ Dung Khanh nhấn mạnh. Được, thương mai duỗi tay vuốt ve gương mặt hắn, trong lòng có chút đau đớn, xem ra người đã chết kia rất quan trọng đối với hắn. Ngủ một chút được không? Thương mai hỏi khẽ. Mộ dung khanh nhìn cô, cuối cùng từ từ gật đầu nói, được. Giống như khi ở ngôi nhà tại Kinh Giao, hai người ngủ cùng một giường. Tay cô vẫn luôn nằm trong lòng bàn tay hắn, hai tiếng hít thở gần như hòa làm một. Bổn vương không sao. Im lặng một lúc lâu, mộ dung khanh đột nhiên nói. Thương Mai nghiêng đầu nhìn hắn, gương mặt của hắn dưới ánh sáng mở nhà trông lạnh như băng, có một số việc rất khó có thể tiếp thu, nhưng cũng chỉ có thể tiếp thu, bởi vì rồi người sẽ biết những đau khổ lúc này thật ra chẳng là gì cả. Còn có rất nhiều bi kịch vượt ngoài sức tưởng tượng của người đang chờ người, mà trên đời này, bi kịch lớn nhất chẳng có gì khác chuyện bị người thân nhất trên đời tính kế, bán đứng hoặc tổn thương. Ở một trình độ nào đó, ta và người rất giống nhau. Thương Mai nhìn đỉnh giường nói nàng muốn nói chúng ta là đồng bệnh tương liên sao bản thân của cái câu này cũng đã rất đáng buồn rồi thương mai im lặng một lúc sau đó mới nói đúng vậy rất đáng buồn nhưng vẫn phải tiếp thu tư trúc cô cô đã chết bà ấy vì ta mà hạ độc chủ nhân của bà bị chủ nhân của bà giết chết mộ dung khanh yên lặng nói giọng nói nhuộm đẫm cảm giác đau buồn không nói nên lời chuyện đáng buồn nhất là tư trúc cô cô vì không muốn để mẫu thân của ta làm tổn thương ta nên mới giết chết mẫu thân ta thương mai khiếp sợ hắn đang nói tư chúc cô cô sao cô nhớ rõ người phụ nữ kia bà luôn đứng bên cạnh quý thái phi chưa từng nói gì chết rồi bà ấy hạ độc quý thái phi bà ấy là trung cô vẫn luôn cho rằng bà ấy là gian vậy có phải là tối nay hắn cũng không phải đang đau lòng vì nhu nhi đúng không sao nàng lại cười mộ dung khanh đột nhiên tức giận hỏi thương mai ngẩn ra đột nhiên duỗi tay kéo khóe môi hơi cong lên xuống xoa mặt thật mạnh cười sao không cười những lúc ta muốn khóc đều như thế đau lòng thay cho người từ chúc cô cô nhất định rất yêu người ta nhìn thấy lúc nãy nàng đang cười mộ dung khanh nhìn chằm chằm cô có vẻ rất tức giận thương mai lắc đầu chối không thể nào người đang kể cho ta nghe chuyện buôn như thế sao ta lại cười được ta buồn còn không kịp nữa mà bổn vương không mù mộ dung khanh ngồi dậy xốc chân định bỏ đi hắn nhìn thấy hạ thương mai cười chuyện này làm hắn cảm thấy rất nhục nhã, rất tức giận. Thương Mai duỗi tay túm hắn lại, chán trường nói, xin lỗi, ta không cố ý, ta chỉ là, chỉ là không thể khống chế được, ta cũng không biết ta đang cười. Ý của nàng là khi nàng nghe được tư chúc cô cô chết thì nàng không thể khống chế được mà bật cười. Mộ Dung Khanh thật sự không dám tin vào hai tai của hắn nữa, tình yêu đối với cô lập tức biến thành giận dữ. Thương Mai ngập ngừng nói, không phải, ta tưởng là, lúc đầu ta không biết người chết là tư trúc cô cô ta tưởng là là ý trung nhân của người người nói là người phụ nữ yêu người nhất đã chết hắn không thể hiểu nổi mà nhìn cô ý trung nhân gì chứ bổn vương có ý trung nhân lúc nào nhu nhi đó thương mai nắm chăn lúc trước không phải người còn đưa cho ta quần áo của nàng ấy sao mộ dung khanh nhìn nàng ý của nàng là lúc nãy nàng nghe được bổn vương không có ý trung nhân cho nên nàng mới cười chương 223, làm quen một chút. Thương Mai nằm xuống, hai tay gối đầu, hai mắt đen lấy nhìn hắn, mộ dung khanh, ta đột nhiên nhớ đến một chuyện. Chuyện gì, mộ dung khanh nhìn nàng, khi cô trầm tĩnh lại trông rất đẹp, cũng không để ý đến cách xưng hô của cô. Vì sao lễ thân vương lại nuôi chó vậy? Mộ dung khanh kéo cô dậy, xoa mặt cô, đừng đánh chống lảng, nói mau, sao lúc nãy nàng lại cười. Thương Mai đẩy tay hắn ra, đừng làm hư kiểu tóc của ta, hôm nay tự búi tóc đó, đẹp không? Đừng đánh chống lảng, mộ dung khanh tức giận. Không đánh chống lảng mà, Thương Mai duỗi tay chỉnh tóc lại, nói thầm, chỉ cảm thấy ta cẩn thận trang điểm đẹp như thế này, người lại không nhìn cái nào, trong lòng hơi khó chịu. Nói không hả, nàng có nói không hả? Mộ dung khanh thô lỗ túm chặt lấy nàng, giận dữ nói. Thương Mai chớp mắt, yên lặng nhìn hẳn gọi ương ra không khí có hơi kỳ lạ mộ dung khanh nhìn hai mắt cô rời xuống đôi môi đỏ của cô đầu óc có hơi xúc động cái gì cái tay kia của người có thể di chuyển sang nơi khác không thương mai liếm môi nói mộ dung khanh cúi đầu mới kinh ngạc phát hiện ra tay của hắn đang chạm vào ngực cô đột nhiên đẩy cô ra ghét bỏ nói chạm vào như thế mà lại chẳng có tí cảm giác gì giống hệt một người nam nhân hạ thương mai nàng có dáng người không đó thương mai nói thầm ta còn đang phát triển cơ thể mộ dung khanh liếc xéo cô không biết xấu hổ mộ dung khanh gọi vương ra vương ra mộ dung khanh gọi vương ra không được phép gọi tên húy của bổn vương thương mai ngước cằm nhìn chằm chằm hắn đêm khuya tĩnh lặng ta có một đề nghị đề nghị gì mộ dung khanh đề phòng nhìn cô thương mai ghé sát vào người hắn không bằng chúng ta ra ngoài uống rượu đi uống rượu mặt mộ dung khanh thả lỏng, nàng uống được sao? Thương mai nhìn hắn, gật đầu thật mạnh, tử lượng của ta rất tốt. Có thể làm hắn quên mất đau khổ lúc nãy, thật tốt, hy vọng hắn luôn có trạng thái nhẹ nhàng như thế này, như vậy, cô say cùng hắn một đêm thì đã sao chứ? Đi đâu uống? Mộ dung khanh đến dòng suối nhỏ cạnh kinh giao đi, nơi đó có thể làm bọn họ không cần kiêng rè gì mà say mềm một trận. Mộ dung khanh nắm cô dậy, đứng lên, thay quần áo. Thương Mai nhanh nhẹn chạy đến, chui ra sau bình phong thay quần áo, mang một đôi giày thiêu, trong tay cầm đèn lồng, lấy theo đá đánh lửa rồi lén lút chạy ra ngoài cùng hắn. Hắn cưới ngựa đến, không có ngựa dư, hai người cũng cưới một con, vào quán rượu trong thành mua rượu xong, chạy nhanh ra khỏi thành. Lúc ra khỏi thành, Mộ Dung Khanh bảo nàng xoay mặt giấu vào lòng ngực hắn, lấy lệnh bài ra đưa cho binh lính trong thành. Binh lính trong thành thấy lệnh bài của nhiếp chính vương, vội vàng mở cửa thành cho đi đi đến dòng suối nhỏ, thương mai thắp đèn lông lên để sang một bên, sau đó mỗi người một bầu rượu, ngồi trên tảng đá lớn. Thương mai có vẻ rất vui, tuy đêm nay chắc chắn không phải là một ngày nên vui vẻ, nhưng trong lòng cô lại rất thả lòng, bởi vì từ lúc cô đến cổ đại đến giờ, đây là lần đầu tiên chính thức đi chơi. Mộ Dung khanh giống như cũng quên mất nhưng đau buồn vì cái chết của tư trúc cô cô, chạm bầu rượu cùng cô, ngửa đầu uống một ngụm. Thương Mai cũng uống một ngụm, rượu cay xè chảy dọc theo cuống họng giống như bị lửa đốt sau khi đốt xong mặt cũng bắt đầu nóng lên thần kinh căng chặt cũng thả lỏng lại thương mai gối đầu lên vai hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời bầu trời sau khi trải qua một cơn mưa to sao đã trốn đi hết ánh trăng mờ nhạt cô hít thật sâu vô cùng thoải mái giống như không khí cũng ngọt lịm lâu lắm rồi ta không có thả lỏng như thế kính buổi tối gió mát trăng mờ này một ly thương mai giờ bầu rượu lên cười khặc khặc Ngốc à, mộ dung khanh gõ đầu cô, chỉ chạy ra uống ly rượu thôi, có cần vui đến thế không? Vui thương mai quay đầu nhìn hắn, hai mắt sáng lấp lánh. Trộm được nửa ngày thành thơi trong cuộc sống bộn bề, cảm giác này, đúng mẹ thoải cmn mái. Mộ dung khanh cũng đã hơi say, ở trong phủ đã uống hết vài cân rượu rồi mới đến tìm thương mai. Khi nhìn một người bằng đôi mắt say lờ đờ luôn sẽ cảm thấy rất đẹp. Hắn cũng rất thích nhìn gương mặt của thương mai đầy nụ cười duỗi tay ôm vai cô kéo vào trong lòng hắn, hạ thương mai, nàng thật xấu, nhưng cười lên lại rất đẹp. Ừm, đầu tiên là đạp cho một phát, sau đó lại cho chút ngon ngọt, đúng là tác phong từ trước đến giờ của hắn. Nhưng mà nói cô xấu, cô rất không phục. Cô đối mặt với hắn, mặt mày nghiêm túc, ta xấu chỗ nào. Rõ ràng vô cùng đẹp, có đôi khi soi gương đều cảm thấy gương mặt này được trời cao ban ân. Hắn dùng ngón tay lướt qua mặt cô, trần không rộng, lông mày không đủ đen mắt vừa to vừa vô thần không đủ anh dũng mũi bé xíu không đủ rộng rãi miệng không đủ lớn không thể ăn nhiều thứ ngược lép đến mức gần như không có câm miệng thương mai nghiến răng nghiến lợi nói người nhận xét xong từ trên xuống dưới của ta chẳng có điểm nào tốt cả hơn nữa hắn nói cái gì mà chán không rộng này nó có ích lợi gì chứ đều dùng để hình dung đàn ông COM nhưng nàng không cần tự ti, bổn vương thích là được. Mộ Dung Khanh nghiêm túc nói. Ta cảm ơn người nha, thương mai chừng mắt nhìn hắn, khóe môi lại nhịn không được mà hơi cong lên, hắn thích. Là cái thích mà cô nghĩ sao? Mộ Dung Khanh nhìn khóe miệng cong lên của cô, trong lòng có gì đó hơi lóe lên, hành động nhanh hơn cả suy nghĩ, đã đè lên đó. Ngay khoảnh khắc bốn cánh môi dán vào nhau, đầu óc của hắn lại trở nên tỉnh táo, muốn rời đi, nhưng sự mềm mại ấm áp của đôi môi cô đã hấp dẫn hắn, có chút không nỡ. Đầu óc thương mai trống rỗng, sau đó ý thức được suy nghĩ có chút kháng cự của hắn, cô lập tức duỗi tay ôm lấy cổ hắn, muốn trốn. Muộn rồi. Thương Mai cảm thấy đối thủ chắc chắn không có kỹ xảo gì, chỉ dựa theo bản năng. Nhưng mà cô lại càng không có kỹ xảo, tất cả đều đi theo tiết tấu của hắn, đương nhiên, cô giả vờ thôi. Khi ở hiện đại cô cũng rất đẹp, lại không phải loại mọt sách, sao có thể không có một tình yêu vào lứa tuổi thanh xuân chứ tiêu chuẩn thấp nhất của tình yêu thời đại học là hôn môi tiêu chuẩn cơ bản nhất là mướn phòng làm mấy chuyện xấu hổ còn tiêu chuẩn cao cấp nhất nghe nói là có vài đối thủ nhưng mà bỏ đi dù sao tình yêu đại học đối với cô chỉ dừng lại ở tiêu chuẩn thấp nhất là hôn môi thôi không có tư cách gì mà bàn đến tiêu chuẩn cao nhất thật lâu sau hai người mới tách ra hơi thở hai người đều hơi rồn rập trần vẫn đang chống chán cảm giác thân mật này rất tốt, rất thoải mái. Lúc nãy nàng túm tóc bổn vương rất đau, Mộ Dung Khanh oán giận, "Ta không có túm tóc người mà." "Có, nàng nhìn tay của nàng đi." Thương Mai nhìn bàn tay, thật đúng là có mấy sợi tóc, xem ra lúc nãy cô sợ hắn chạy trốn nên hơi mạnh tay một tí. "Ừm, lần đầu tiên chắc chắn là có hơi hồi hộp." Thương Mai ngượng ngùng nói, "Vậy làm thêm vài lần có phải là sẽ đỡ hơn không?" Mộ Dung Khanh nhìn cô hỏi, ánh mắt hơi mịt mờ. Thương Mai ngẩng đầu nhìn hắn, liếm môi, chuyện này, quen tay hay việc, có lẽ sẽ tốt hơn một chút. Vậy, lại làm quen thêm chút nữa. Thương Mai kéo đầu hắn qua, nói nhảm làm gì, trực tiếp ấn qua. Mộ Dung Khanh cảm thấy móng tay của cô bấm vào cổ hắn, đau nhói, đúng là một nữ nhân thô lỗ. Chương 224, trốn. Sau khi quay về, Thương Mai vẫn không ngủ được, lăn qua lăn lại trên giường, tay sờ môi, đầu hơi lâng lâng, cô cảm thấy chắc là vì vừa mới uống rượu. Ngực bị một loại cảm xúc nhét đầu, sung sướng không nói lên lời. Cô đang yêu sao? Hai, phiền thật, được rồi, cô giả vờ đó, cảm giác rất tốt. Cô ôm chăn, lại thấy nóng, đá văng chăn ra, miệng lẩm bẩm hắn ngủ chưa nhỉ? Chưa, bên chỗ ghế dài truyền đến giọng nói của mộ dung khanh, có hơi buồn bực. Thương mai nghiêng đầu, xuyên qua chút ánh sáng mờ nhạt nhìn sang không nhìn rõ được gương mặt hắn chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng sao người còn chưa ngủ nàng nằm trên giường lăn qua lăn lại làm ồn bổn vương sao bổn vương ngủ được mộ dung khanh trừng mắt nhìn cô không hiểu vì sao không được ngủ trên giường lúc nãy trước khi uống rượu hắn còn được ngủ trên giường thương mai ngồi dậy nếu chúng ta đều không ngủ được không bằng nói chuyện đi mộ dung khanh ước gì được nói chuyện hỏi cô vì sao nàng được ngủ trên giường bổn vương lại phải ngủ nơi này. Thương Mai nói, ta cũng không bảo người đến bên kia ngủ, là tự người chạy qua. Nàng nói nàng muốn ngủ trên giường, nàng đã chọn rồi, bổn vương còn có thể quăng nàng xuống sao. Thương Mai trợn trắng mắt, cái giường này lớn như thế, ta ngủ không hết, người cũng có thể ngủ mà. Mộ Dung khanh xoay người ngồi dậy, ôm chăn đi chân trần đến, nói câu này ngay từ đầu không phải xong rồi sao. Lúc ở Kinh Giao, không phải chúng ta cũng ngủ chung sao? Thương Mai nhận chăn trong tay hẳn, tự xê dịch vị trí của bản thân, nằm bên trong ngủ. Bồn Vương còn tưởng rằng sau khi trải qua đêm nay rồi thì không giống trước nữa. Không phải nữ nhân đều rất rụt rè sao? Vì sao hắn không nhìn thấy được điểm này trên người cô vậy? Thương Mai nói thầm, trải qua đêm nay rồi, không lẽ không phải là sẽ càng thân mật hơn sao? Ai biết nàng, tối nay ở dòng suối nhỏ nàng giống hệt như một kẻ gian, bổn vương còn tưởng nàng muốn bình tĩnh lại, để tránh phạm sai lầm. Mộ dung khanh ngả đầu ngủ, trên gương mặt điển trai là một chứ không vui được viết hoa in đậm. Phạm sai lầm gì, ta không lo lắng người, người lại đi đê phòng ta. Thương Mai cảm thấy rất tức giận, hơn nữa cô cũng không phải là người chưa bao giờ chạm vào người khác phái, hắn mới là, hắn phải nên có vẻ gấp gáp mới đúng. Ôn cái gì, không khí gì cũng bị nàng phá hư hết, mộ dung khanh đè đầu cô lên ngực hắn, ôm chặt cổ cô, cứ nằm thế này ngủ, không được có suy nghĩ biến thái gì. Thương mại bị tay hắn ép đến không thể nhúc nhích, chỉ đành tức giận nói cũng không biết là ai phá hư không khí nữa. Xuyệt, ngủ, cứ yên lặng ngủ một giấc đi, mộ dung khanh nhắm mắt lại, tay đổi thành ôm lấy cô, thương mai cuộn tròn người, đầu gối lên cánh tay hẳn, cho dù không khí đã bị phá hư hết một phân, nhưng vẫn còn cảm thấy rất tốt đẹp. Hai người uống rượu xong, bây giờ lại ôm nhau, trong lòng không có ngăn cách, nhanh chóng ngủ say lúc quay về hai người đã nói trước trước khi trời sáng hắn phải rời đi để tránh bị người khác phát hiện tuy rằng bây giờ cũng đã hạ ý chỉ rồi hai người có thể tiếp xúc nhưng không thể danh chính ngôn thuận ngủ cùng nhau trước khi thương mai khép mi mắt lại đã nghĩ ngủ một lát lại phải thức dậy nếu không trời sáng rồi sẽ thảm lắm nhưng một giấc ngủ này ngủ thẳng đến khi trời sáng tiếng bước chân vang lên ngoài cửa đánh thức thương mai cô nhảy bật dậy lắc mộ dung khanh kêu hắn thức dậy có người đến người mau dậy đi mấy ngày nay mộ dung khanh không ngủ được một giấc ngon lành nào cả hoặc là nói mỗi tối đa phần chỉ ngủ khoảng một hai canh giờ hôm nay khó khăn lắm mới được ngủ thoải mái sao mà muốn dậy chứ cuộn chân đẩy cô ra đừng ôn lại ngủ tiếp ngoài cửa vang lên tiếng nói của mộ dung tráng tráng thương mai còn chưa dậy sao sắp chưa rồi có phải bị bệnh không chưa thương mai kinh hãi chưa rồi hả còn nữa tráng tráng đang đứng ngoài cửa vậy không xong rồi lúc đầu còn tưởng là tiểu khuyên còn có thể lừa được cô cúi đầu ghé sát vào tai hắn nói mau đứng dậy tráng tráng đến bắt gian kia mộ dung khanh mở choàng mắt tiểu cô cô sau đó nhắm mắt lại tới thì cứ tới mời nàng ta ra ngoài ngồi đi không được bị nàng ta phát hiện thì không hay đâu chủ yếu là cô đang có ấn tượng tốt trong mắt tráng tráng cô không muốn ấn tượng này sụp đổ căn phòng này có nhiều đây, ta trốn đi đâu? Mộ Dung Khanh hơi tức giận, tự dưng bị gọi dậy là đã đủ bực rồi, bây giờ còn phải đi trốn như một tên trộm nữa. Ra sau bình phong, mau lên, thương mai sách giày hắn, túm cổ áo hắn kéo ra phía sau bình phong. Mà bên kia, tráng tráng đang gõ cửa, thương mai, người dậy chưa? Hôm nay không đến phủ lương vương sao? Lúc này thương mai mới nhớ ra đã hai ngày rồi chưa đến phủ lương vương, hai, đúng là ham thú chơi bời mà, mộ dung khanh đúng là cái loại thú khiến cô chơi bời cô sửa soạn lại tóc tai bước đến mở cửa mộ dung tráng tráng và trần loan loan bước vào tiểu khuyên đi theo phía sau ba người đều dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn cô không sao hôm qua uống chút rượu nên ngủ quên thương mai ngượng ngùng cười chột dạ xích ra sau cản con đường đi đến bình phòng mộ dung tráng tráng quan sát cô sắc mặt của ngươi đúng là không tốt lắm đừng nói là bị bệnh đó nha không không có bệnh chỉ là chỉ là uống nhiều quá mặt mày tái nhợt thôi cũng không phải tái nhợt mà là đỏ rực có sốt không mộ dung tráng tráng rũi tay sờ chán cô tự nhiên nói có hơi nóng trần loan loan nói với tiểu khuyên tiểu khuyên người đi nấu chén trà xanh nóng đến vâng tiểu khuyên lập tức bước ra ngoài mộ dung tráng tráng bảo thương mai ngồi xuống trần loan loan tinh mắt nhìn thấy trên giường có một cái áo ngoài cái áo này trông quen quá Mộ dung tráng tráng cũng quay qua nhìn, ủa một tiếng, đây không phải là của lão thất sao? Không phải, là của ta, ta cũng có một bộ, là đồ tình nhân. Thương Mai duỗi tay cướp lấy rồi nhét vào trong ngăn tủ, mặt mày càng mất tự nhiên. Mộ dung tráng tráng và Trần Loan Loan liếc nhìn nhau, có hơi khó hiểu. Đừng nói là lão thất đang ở đây đó. Thương Mai cười nói, sao có thể chứ? Vương ra bận lắm, làm gì rảnh rỗi mà đến chỗ của ta? không phải ta mới vừa thức dậy sao? Hắn có đến cũng phải ở ngoài chờ ta chứ? Cũng đúng, trước khi đến đây ta đã đến vương phủ, nghe Tô Thanh nói lão thất không ở trong vương phủ, dạo gần đây có rất nhiều chuyện. Mộ Dung tráng tráng ngồi xuống nói. Mộ Dung tráng tráng biết tư chúc cô cô đã chết, cho nên mới sáng sớm đã đến vương phủ. Ta muốn đến phủ lương vương, các người đi cùng ta đi. Thương Mai cầm hòm thuốc, muốn nhanh chóng dẫn các nàng đi, để mộ Dung khanh có cơ hội trốn. Người mới thức dậy, không rửa mặt trải đầu sao? Trần Loan Loan hỏi, nàng có chút huệ oải ỉu siêu. Thật ra sáng hôm nay ta đã rửa mặt qua rồi, bây giờ không cần, ta tùy tiện. Cô nhìn bản thân trong gương, tóc tai hỗn độn, đúng là không thể để vậy ra ngoài được. Vậy cũng phải thay quần áo, người còn đang mặc áo ngủ đó. Mộ Dung tráng tráng nói. Thương Mai lấy một quần áo từ trong tủ ra, đi thôi, chúng ta sang phòng kế bên thay sao phải đến phòng kế bên thay chứ? Không phải có bình phong sao? Mộ dung tráng tráng khó hiểu hỏi. Trần Loan Loan cũng có vẻ mất kiên nhẫn, đúng vậy, thay nhanh lên, tâm trạng của ta không tốt, chờ tỷ đến phủ lương vương xong, cùng đi uống ly rượu. Ngươi làm sao thế? Thương Mai quan tâm hỏi, rời đi sự chú ý bảo cô vào bình phong thay đồ của mọi người. chương 225, không có chuyện gì xảy ra cả. Trần Loan Loan buồn bã nói, không có gì, thì thay quần áo trước đi, lên xe ngựa rồi nói. Thương Mai chỉ đành ôm quần áo, chậm chạp đi ra phía sau bình phong. Mộ Dung Khanh chừng mắt nhìn cô, mặt mày tức giận. Thương Mai dựng thăng ngón tay để lên môi, dùng khẩu hình nói, đừng lên tiếng. Mộ Dung Khanh bực bội quay mặt đi, nhưng lại nhanh chóng quay lại, nhìn cô từ trên xuống dưới, giống như đang đợi cô thay quần áo. Thương Mai lại rất phóng khoáng, cởi áo ngoài ra, mộ dung khanh tò mò nhìn áo lót của cô thương mai trừng mắt nhìn hắn không nói gì chỉ nhanh chóng thay quần áo sau đó cô dán sát vào tay hắn nói nhỏ đợi chúng ta ra ngoài rồi người hãy đi ra đừng để ai phát hiện đó nói xong cô không để ý đến mộ dung khanh đang tức giận lập tức đi ra ngoài được rồi đi thôi thương mai cầm hòm thuốc định đi mộ dung tráng tráng đứng dậy kéo trần loan loan định bỏ đi phía sau bình phong đột nhiên vang lên tiếng hắt xì, tuy đã cố kìm nén lại rồi, nhưng tiếng động này cách rất gần, mọi người cũng không thể vờ như không nghe thấy được. Mộ Dung tráng tráng nghi ngờ quay đầu lại, ai ở phía sau bình phong đó. Một thị nữ, đang giặt đồ, mặt thương mai xanh lè, nhịn thêm chút nữa không được sao. Giặt đồ ở đây, mộ Dung tráng tráng bước nhanh qua đó, thấy mộ Dung khanh đang vô cùng đáng thương đi chân trần ngồi sổm dưới đất, tay đang sách dù, tóc tai dối bời quần áo xốc xếch. Lão thất, mộ dung tráng tráng cất cao rộng, thật sự không thể tin nổi hai mắt của chính mình. Đường đường là nhiếp chính vương, anh minh uy vũ, lại giống như một kẻ đáng thương trốn trong khuê phòng của nữ tử. Còn không mang giày, nếu để người khác nhìn thấy cảnh này, thanh danh một đời đều bị hủy. Thương Mai đặt hòm thuốc xuống, căng đầu bước sang, vô cùng nghiêm túc nói, công chúa, ta có thể giải thích, lúc nãy chúng ta đang nói chuyện đứng đắn, Trần Loan Loan không còn suy sụp như lúc nãy nữa, hưng phấn nói chuyện đứng đắn. Hai người quần áo xốc xếch ở đây nói chuyện nghiêm túc gì thế? Ta muốn nghe. Chuyện này, thương mai nhìn mộ dung khanh bằng ánh mắt cầu cứu, hy vọng hắn giúp đỡ. Nhưng mà mộ dung khanh lại hả hê nhìn cô, chờ cô nói chuyện đứng đắn. Lúc nãy người còn vào đây thay quần áo, mộ dung tráng tráng nhìn cô nói. Mộ dung khanh ngông nghênh đi ra ngoài, lấy áo ngoài ra mặc vào, Ngồi trước bàn trang điểm, Hạ Thương Mai, đến đây thúc quan cho ta. Thương Mai đi qua cầm lược, nghiến răng nghiến lợi nói, không thể nói đỡ giúp vài câu sao? Bổn vương sẽ không trợn mắt nói dối, luôn là một người dám làm dám nhận, không ngờ nàng thà là bịa ra một cái cớ vớ vẩn cũng không dám nói thật. Nói thật, Trần Loan Loan nhìn cái giường bừa bộn kia, tưởng tượng đêm qua đã điên cuồng như thế nào. Nàng hâm mộ quá. Thương Mai kéo tóc hắn, không có gì để nói thật cả là người uống rượu xong chạy đến chỗ ta ngang ngược ngang ngược trần loan loan ghé sát vào một chú ngơ ngẩn nhìn hai người thánh thần ơi nghe có vẻ rất điên cuồng đó ngang ngược không lẽ nàng không thích sao mộ dung khanh liếc xéo cô trần loan loan ghen tị nhìn thương mai tỷ chắc chắn rất thích loan loan thương mai tức giận nhìn nàng nghĩ cái gì đó không phải như ngươi nghĩ trần loan loan nói ta đã nghĩ rất hàm sức rồi không lẽ còn cuồng dã hơn nữa sao? Mộ dung tráng tráng cười kéo nàng tránh ra, được rồi, người cứ hâm mộ đi, người ta đã được tứ hôn, người cùng tiêu thác thế nào rồi? Trần Loan Loan nhắc đến chuyện này lại phát bực, hôm đó tiêu thác hẹn nàng ra ngoài, nàng vui mừng muốn chết, đã chuẩn bị xong thuốc rồi, định chúc say hắn rồi gạo nấu thành cơm, ai ngờ hắn còn dẫn theo tô thanh đến, hơn nữa mới ngồi xuống nói được vài câu đã chạy đi nhà xí, rồi một đi không trở lại, Tô Thanh còn ngây ngốc chạy đến nhà xí tìm, cái tên ngốc kia đến giờ còn không biết là bản thân bị tiêu thác bán, chỉ tưởng tiêu thác có việc gấp rời đi. Tiêu thác tính giới thiệu Tô Thanh cho ta, Trần Loan Loan bực bội nói. Thương Mai bật cười, tiêu thác thú vị như vậy. Tô Thanh cũng tốt đó, nhưng trông hơi ẻo lả. Trần Loan Loan chống cằm nói. Mộ Dung tráng tráng nói, tiêu thác cũng được, Tô Thanh cũng tốt, người dáng mà câu có người chịu cưới người đi, ta tin chắc cho dù là Tô Thanh thì tổ mẫu của ngươi cũng sẽ rất vui. Cũng đúng, Trần Loan Loan cảm thấy dù sao nàng cũng phải gả đi ra ngoài Tô Thanh cũng được, tiêu thác cũng thế, chỉ cần đồng ý cưới nàng là được rồi. Nhưng mà trong lòng lại cứ cảm thấy hơi buồn bực, ngực nặng nề khó chịu. Mộ Dung Khanh trải đầu xong, tiểu khuyên bưng trà vào, thấy mộ Dung Khanh cũng ở ôi, vương gia cũng đến, nô tỳ tham kiến vương gia. Mộ Dung Khanh không trả lời tiếng nào, xoay người đi mất tiểu khuyên ngơ ngẩn vương gia vừa đến đã đi rồi tiểu khuyên à người đúng là quá hổ đồ mộ dung tráng tráng cười nói thương mai vô cùng xấu hổ nhìn bóng dáng của mộ dung khanh hắn lại như chẳng có việc gì xảy ra cả được rồi thật ra cô cũng không cảm thấy khó xử gì tối hôm qua cũng rất vui vẫn không nên làm quá nhiều chuyện chiếm của hời rồi còn làm dáng thế này sẽ bị xét đánh lúc ra cửa duma ma đã và thấy thương mai định đến phủ lương vương, bà nói, đại tiểu thư chờ một chút, nô tỳ đi cùng người. Lúc trước dù ma ma sẽ không đi theo cô, càng sẽ không chủ động yêu cầu đi chung, vừa mới ra cũng đã muốn đi theo, thương mai biết chắc chắn là hoàng hậu đã nghi ngờ, muốn tạo áp lúc cho cô. Lúc đi ra ngoài, nhắc đến chuyện tư chúc cô cô. Dù ma, ma khẽ thở dài, tư chúc cô cô chết thảm lắm, thật ra bà ta rất ngu chung, quý thái phi muốn làm cái gì bà ta cũng sẽ mù quáng ủng hộ, bà lại thật sự yêu thương vương gia, đối xử với vương gia như chính con ruột. Tư chúc cô cô chết như thế nào? Mộ dung tráng tráng hỏi. Dù ma ma nói, nghe nói là bị ban cho quan tra tấn, cũng không biết đã phạm phải chuyện gì. Hình như quý thái phi rất kính trọng bà ta, sao lại ban chết cho bà ta chứ? Trần Loan Loan khó hiểu hỏi. Mộ dung tráng tráng hỏi thương mai, người biết đúng không? Thương Mai nhớ đến những lời tối qua Mộ Dung Khanh từng nói, nhẹ nhàng nói, ta không biết, nhưng đúng là đã bị ban chết. Chắc là Mộ Dung Khanh cũng không muốn để người khác biết Tư Trúc cô cô vì bảo vệ hắn nên mới bị ban chết. Bốn người đi ra ngoài, dù Ma Ma ngồi ở phía trước xe ngựa, ba người ngồi trong xe. Nghe nói, trước khi Tư Trúc cô cô chết, Quý thái phi đã vào cùng tìm hoàng thái hậu, nói muốn lão thất nhân Tư Trúc làm mẹ nuôi. tráng chán ngẩng đầu nhìn Thương Mai, bây giờ Tư Trúc đã chết, bà ta lại không có con nối dõi lão thất là đứa con duy nhất của bà ta dựa theo quy củ lão thất phải giữ đạo vì bà ta một năm trần loan loan hả hê nhìn thương mai vậy có nghĩa là trong vòng một năm tỷ không thể gả cho vương ra sao vậy nếu tỷ mang thai thì phải làm sao đây thương mai tức giận nói thu cái vẻ mà thiếu đánh của ngươi lại ngay ta sẽ không mang thai ta và hắn vô cùng trong sạch tối qua không xảy ra chuyện gì cả không xảy ra chuyện gì cả tỷ lãng phí thật trần loan loan đồng tình nhìn cô Mộ Dung tráng tráng bật cười, được rồi loan loan, không có ai cần phải dựa vào việc ngủ với người đó để được kết hôn giống người cả, người ngừng một chút có được không? Trần loan loan buồn rầu nói, sao có thể ngừng được? Ta sắp phiền chết rồi, ta không thích Tô Thanh. Nói cứ như Tô Thanh thích người vậy, ta cho người ý kiến nha, đầu tiên giả vờ tiếp xúc với Tô Thanh, đương nhiên Tô Thanh chắc chắc sẽ không muốn, người lại cho Tô Thanh chút chuyện tốt. Thương Mai ghét sát vào tai nàng, nói nhỏ. Trần Loan Loan nghe xong, hứng phấn gật đầu cách hay đó. Audio điện tử võ tấn bền. Hết tập 15.